vứt bỏ chàng rể ngốc, Sở Trần. Tập 34. Liễu Mạn Mạn nhìn Liễu Thiên Thiên một cái, em còn rất khẩn trương. Liễu Thiên Thiên hừ một tiếng, em chỉ là cảm thấy chơi cờ rất buồn mà thôi, nếu là nói về đàn, vẽ tranh, còn có chút đáng xem. Sở Trần hôm nay vận khí không tốt, Liễu Quản nói một tiếng. Bên kia, Lê Nhạc Kinh và rất nhiều phú nhị đại trẻ tuổi ngồi cùng một chỗ, nghe được kết quả này, đều nở nụ cười. Nào nào, đều đến đoán một chút, Sở Trần có thể ở trước mặt Kỳ Vương Thiên Nam chống đỡ bao lâu? Theo tôi thấy, Sở Trần có thể lựa chọn đầu hàng. Trên đài cao, Bạch Mộ sẽ cười, phía dưới, xin mời Kỳ Vu ông Thiên Nam, Đào Cư. Nhất thời, bốn phương tám hướng vang lên một trận vỗ tay nhiệt liệt vô cùng. Chờ đợi đã lâu là buổi giao lưu văn đấu này, cuối cùng cũng mở màn. Không ai chú ý tới, khi Sở Trần nghe thấy cái tên, Đào Cư, sừng sốt một chút. Sở Trần lập tức nhìn về phía Nam Cung Quân. Nam Cung Quân nháy mắt với anh. Sở Trần không khỏi nở nụ cười. Khó trách Quân tỷ tỷ nói hôm nay anh chỉ cần so tài ba trận, thì ra, Quân tỷ tỷ sớm đã biết thân phận Kỳ Vương Thiên Nam. Đào Cư, đệ tử tâm đắc của Tam Sư Phụ, luận bối phận, bởi vì thân phận thiếu chủ Cửu Huyền, bên trong Cửu Huyền Môn. Ngoại trừ thể hệ của chín vị sư phụ, còn lại, đều phải gọi Sở Trần một tiếng đại sư huynh. Sở Trần tuy rằng vẫn có nghe nói Kỳ Vương Thiên Nam, nhưng không ai ở trước mặt anh nói qua tên Kỳ Vương Thiên Nam. Mọi người thấy Sở Trần cười, nhao nhao sửng sốt một chút, sau đó cũng ủ một tiếng, hiếu rồi. Tâm tình Sở Trần rất thoải mái a, hôm nay hắn căn bản không thèm để ý thắng thua, trọng điểm là quá trình giao lưu. Sở Trần rất thoải mái, đây là chuyện tốt, tôi làm sao có loại dự cảm rất mãnh liệt, Sở Trần trận này sẽ trực tiếp nhận thua a. Bạch Mộ đứng ở một bên, nhìn Sở Trần, nội tâm cười lạnh, chờ đến khi bị Kỳ Vương Thiên Nam ngược đãi khóc, ta xem ngươi còn cười như thế nào. Bạch Mộ bắt đầu trò, mong, Kỳ Vương Thiên Nam sao còn chưa tới. Tại thời điểm này, một số người chú ý, Bạch Mộ chỉ có thể cầm lấy micro, mọi người mời chờ một chút. Đào Kỳ Vương là bởi vì gần đây mê chơi cờ, từ lúc hắn đi tới Dương Thành đến bây giờ, ngay cả ăn cơm cũng là ở trong phòng khách sạn, cũng vì phá giải ván cờ kia, khách sạn ở ngay bên cạnh, Đào Kỳ Vương lập tức đến. Khóe miệng Sở Trần khẽ nhếch lên, Đào sư đệ quả nhiên vẫn như cũ, vừa đụng phái tàn cục không có cách nào phá giải, liền trực tiếp mắt ăn mắt ngủ, không phá giải ra, thề không bỏ qua. Khoảng 10 phút, một chiếc xe từ từ chạy ra, ánh mắt mọi người nhìn qua. Thần sắc kích động. Kỳ Vương đến, những tràng pháo tay nhiệt liệt cũng vang lên ngay lập tức. Hoan nghênh Kỳ Vương Thiên Nam. Xe đi tới bên cạnh quảng trường dừng lại, cửa xe đẩy ra, một người đàn ông không chỉnh tề đi ra, trên tay còn cầm một quyển sách dạy đánh cờ, hai mắt có chút thất thần. Đại khái là 10 ngày trước, Đào Cư trong lúc vô tình chiếm được một sách dạy chơi cờ, phía trên ghi chép một tàn cục. Ngay từ đầu Đào Cư không đặt nó ở trong mắt, nhưng theo thời gian trôi qua, Đào Cư càng cảm nhận được tàn cục này tinh diệu, kết quả là bắt đầu mất ăn mất ngủ tìm kiếm phương pháp phá giải, đáng tiếc, cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa phá giải tàn cục này. 3 ngày trước, Đào Cư được mời tham gia một cuộc thi đấu, bởi vì là bạn cũ mời, Đào Cư không nghĩ nhiều liền đáp ứng, hắn cũng muốn thừa dịp này tìm cảm hứng. Đào Cư thậm chí còn không biết đối thủ của mình là ai. Đào tiền bối, mời lên đài, người bên cạnh cung kính mở miệng, Đào Cư hơi lấy lại tinh thần. Bỏ sách dạy chơi cờ, trong tay vào trong túi, sau đó cất bước đi lên đài cao. Mọi người ở quảng trường dần dần an tĩnh lại, nhìn Đào Cư di về phía trước. Đồng thời, trong tay Bạch Mộ cũng có một phần tư liệu về Đào Cư, thông qua micro nói cho mọi người biết. Kỳ Vương Thiên Nam Đào Cư, tuy rằng không phải là kỳ thủ chuyên nghiệp, nhưng mà, kỳ thủ chuyên nghiệp bày dưới tay anh vô số kế, kể cả kỳ thủ đẳng cấp thế giới, Đào Cư cũng từng đánh bại. Anh không đi theo con đường kỳ thủ chuyên nghiệp. Đó là bởi vì Đào Cư tiền bối không màng danh lợi, trời sinh ung dung tự tại. Bạch Mộ bắt đầu đếm hào quang của Đào Cư. Trên đài phán xét, Kỳ Vương Hổ Lập Dũng nhìn thấy Đào Cư, đều nhìn không được nghiêm túc khởi kính. Tôi tuy rằng chưa từng cùng Đào Tiên Sinh đối chiến qua, nhưng mà, tôi xem qua không ít video đối chiến của hắn, luận kỹ năng đánh cờ, Đào Tiên Sinh không kém tôi. Cho nên nói, Sở Trần ở dưới tay Đào Tiên Sinh, có thể đi mấy chiêu. Trung Tú Thanh nở nụ cười. Hồ Lập Dũng nhẹ nhàng lắc đầu, tôi không biết Sở Trần. Tất cả mọi người đều biết, đây là lời khách sáo của Kỳ Vương. Theo bọn họ thấy, Sở Trần cùng Đào Cư, là một tầng lớp tồn tại hoàn toàn khác nhau.
Tôi càng hứng thú hơn, chính là sách dạy chơi cờ vừa mới được Đào tiên sinh bỏ vào túi. Ánh mắt Hồ Lập Dũng phát sáng, đối với kỳ thủ mà nói, giá trị của một sách dạy chơi cờ tốt, tương đương với một phần võ công tuyệt thế. Hồ Lập Dũng đã hạ quyết tâm, sau khi trận đấu vãn đấu chấm dứt. Nhất định phải tìm Đào Cư lấy được phần sách dạy chơi cờ này. Lúc này Đào Cư đã đi tới trên đài cao, chính giữa đài cao bày một bàn cờ. Bên cạnh có máy chiếu, mỗi một bước đi giữa hai người đều sẽ được chiếu trên màn hình lớn của hiện trường. Thấy Kỳ Vương Thiên Nam lên sân khấu, tiếng vỗ tay nhiệt liệt của khán giả quảng trường cũng không dừng lại. Khuôn mặt Đào Cư cũng nổi lên một trận ý cười. Những năm gần đây, hắn tuy rằng làm việc khiêm tốn, nhưng ở Thiên Nam, tích lũy không ít thanh danh, càng được người ta ca ngợi là Kỳ Vương Thiên Nam. Đúng rồi, còn không biết đối thủ hôm nay là ai. Đây chưa bao giờ là vấn đề Đào Cư quan tâm. Huống chi, 10 ngày nay, hắn đều dốc lòng nghiên cứu tàn cục của sách dạy chơi cờ, mà được mời đến tham gia văn đấu hôm nay, chẳng quả là 3 ngày trước. Đào Cư ngẩng đầu nhìn qua, bước chân lập tức dừng lại. Chính ngay phía trước, Sở Trần đã ngồi ở một bên bàn cờ, cười tủm tỉm nhìn Đào Cư. Đào Cư cả người cứng ngắc, trong nháy mắt cảm giác được da đầu tê dại. Người dưới đài thấy bước chân Đào Cư đột nhiên dừng lại, không khỏi sửng sốt. Không phải là Kỳ Vương Thiên Nam thấy Sở Trần quá mức trẻ tuổi, không muốn cùng hắn so cờ chứ? Có người đoán, thật đúng là có khả năng, hai người cán bản tồn tại không cùng cấp bậc, so sánh không quá lớn. Tôi từng may mắn được xem Kỳ Vương Thiên Nam đại chiến kỳ thủ chuyên nghiệp, phong cách chơi cờ của Kỳ Vương Thiên Nam thiên về bá đạo, cờ kỳ như người, tính tình Kỳ Vương Thiên Nam cũng không phải là người rất tốt, hắn có thể trách tội tổ chức an bài một người ngoài nghề như vậy đến chơi cờ với hắn hay không? Tống Thu đều khán trương lên, Kỳ Vương Thiên Nam a. Chẽn đài cao, Bạch Mộ càng thêm sửng sốt, hắn cách Đào Cư gần nhất, giờ phút này từ vẻ mặt Đào Cư càng nhìn ra rất nhiều biến hóa vi diệu. Kỳ Vương Thiên Nam, quen Sở Trần. Trong lòng Bạch Mộ bùm bùm, có loại cảm giác bất an khó hiểu dâng lên trong lòng, nhưng, rất nhanh lại bị Bạch Mộ đấm xuống, lui một vạn bước mà nói, mặc dù Sở Trần quen biết Kỳ Vương CMG Thiên Nam, vậy thì như thế nào? Trận đấu vãn đấu hôm nay vạn người chú ý, cho dù là Kỳ Vương Thiên Nam biết Sở Trần, cũng không có khả năng nhường cho Sở Trần, nếu không, cũng có lỗi với mũ Kỳ Vương Thiên Nam trên đỉnh đầu hắn. Sở Trần đứng lên, khuôn mặt mỉm cười, chắp tay mỏ, miệng, Kỳ Vương Thiên Nam, Đào tiền bối, xin chỉ giáo. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vừa dử lời, Đào Cư đột nhiên nhảy dựng lên, phục hồi tinh thần lại. Vội vàng sải bước đi tới, trán toát mồ hôi lạnh, hận không thể xé rách người mời hắn tới, vậy mà đế cho hắn đến so cờ với thiếu chủ đại sư huynh. Có thể đánh thắng hay không tạm thời không nói, nhưng đây là hành vi khiêu chiến thiếu chủ Cửu Huyền A. Đào Cư vội vàng mỏ, miệng, thần sắc tất cung tất kính, đại sư huynh. Trong mắt Bạch Mộ trong nháy mắt muốn lồi ra, hiện trường cũng trong nháy mắt yên tĩnh, để làm nổi bật hiệu quả thi đấu, trên lôi đài bày ra không ít dụng cụ khuếch đại âm thanh. Một tiếng, đại sư huynh, của Đào Cư, truyền khắp quảng trường. Kim rơi có thể nghe thấy, tất cả mọi người đều choáng váng. Bọn họ có thể tưởng tượng ra các loại khả năng, thậm chí có phen não tàn của Sở Trần đang ảo tưởng Sở Trần có thể xoay chuyến càn khôn, đánh bại Kỳ Vương Thiên Nam. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới, Kỳ Vương Thiên Nam lại đột nhiên gọi Sở Trần một tiếng, đại sư huynh. Hai mắt nhìn nhau, phảng phất đều muốn ở trong ánh mắt đối phương xác nhận một chuyện. Rốt cuộc có phải mình nghe lầm hay không? Trên ghế giám khảo, thần sắc Hồ Lập Dũng toát ra rung động, Sở Trần thế nhưng cùng một mạch với Đào Cư, hơn nữa bối phận còn cao hơn Đào Cư. Nhưng tuổi của Đào Cư, ít nhất lớn hơn Sở Trần 20 tuổi. Trung Tú Thanh thốt lên, trong giới võ giả, đại đa số tình huống đều không phân bối phận theo độ tuổi. Tôi sớm nghe nói Đào Cư, là một bậc thầy ở ẩn, nhưng chưa từng nghe nói qua Đào Cư có sư huynh đệ gì, không nghĩ tới. Sở Trần dĩ nhiên là đại sư huynh của hắn. Hồ Lập Dũng khó có thể tin được, hắn rất tò mò, sư phụ của bọn họ đến cuối cùng là ai. Trên đài cao, Sở Trần mỉm cười, lúc anh 15 tuổi Đào Cư đã xuống núi, tính ra, cũng đã 8 năm không gặp, bất quá. Đào Cư vẫn là lần đầu tiên liếc mắt liền nhận ra anh. Sở Trần khoát tay, Đào sư đệ, ngồi. Tôi không ngồi, tôi không muốn, tôi không dám, Đào Cư nội tâm 3 lần phủ định. Vội vàng mở miệng, không cần đấu, tôi nhận thua. Vừa dứt lời, cả thành nhất thời phát ra một trận thanh âm xôn xao. Vô số người trợn tròn mắt, nhận thua,
Kỳ Vương Thiên Nam chưa nếm mùi thất bại, lại ở dưới sự chú ý của vạn người, trực tiếp nhận thua với Sở Trần. Điều này làm cho mọi người trong quảng trường ngạc nhiên, Bạch Mộ cũng sửng sốt, không thể tin, đường đường là Kỳ Vương Thiên Nam, sao có thế không có phong cốt như vậy, còn chưa so tài đã nhận thua Sở Trần. Cho dù là sư huynh đệ đồng môn, vậy thì sao? Đồng môn tương tàn không phải là chuyện rất phổ biến sao? Bạch Mộ nóng nảy, thốt ra, không thể nhận thua. Theo thanh âm Bạch Mộ vang lên, toàn bộ quảng trường cũng nhấc lên như sóng to gió lớn, có người nhao nhao hô to. Đúng a, sao có thể nhận thua? Cho dù là sư huynh đệ đồng môn, chúng tôi cũng chờ mong một trận đọ sức giữa các đồng môn. Kỳ Vương tiền bối, Sở Trần rõ ràng nhỏ hơn anh nhiều như vậy, lại là đại sư huynh của ngươi, khẳng định là anh ở sư môn bị đối đãi bất công. Anh cẩn thận ngẫm lại, bộc phát oán khí sâu trong nội tâm ra, ngay tại chỗ này, ngay tại thời điểm này, hung hãng giáo huấn Sở Trần, để cho tất cả mọi người thấy, đến tột cùng ai mới có tư cách làm đại sư huynh. Phải, đấu đi, đầu, đấu, đầu, thanh âm dần dần hình thành một dòng nước lũ, chấn động toàn trường. Thấy một màn này, khóe miệng Bạch Mộ khẽ nhếch lên một chút, may mắn mình vì tạo ra không khí ván đấu hôm nay, đã sớm an bài không ít người ẩn núp trong khán giả làm tố không khí, hiện tại tố không khí phát huy đầy đủ tác dụng của bọn họ. Kỳ Vương Thiên Nam muốn không chiến mà lui, vậy thì bật đắc dĩ, buộc hắn phải ứng chiến. Nghĩ tới đây, Bạch Mộ đi tó y bên cạnh Đào Cư, hạ thấp thanh âm, Đào tiền bối, ngài nhìn xem, tâm ý của khán giả, Đào Cư không tức giận liếc hắn một cái. Đấu, đấu cái dám, tâm ý của khán giả quan trọng vẫn là thân phận đệ tử cửu huyền môn của lão tử. Đào Cư ho một tiếng, ý bảo mọi người an tĩnh lại. Nếu như tôi sớm biết đối thủ hôm nay là đại sư huynh Sở Trần mà nói, tôi tuyệt đối sẽ không tới. Đào Cư cất cao giọng mở miệng, kỳ thật, nói ra cũng không có gì mất mặt, lúc đại sư huynh 15 tuổi, tôi đánh cờ không phải là đối thủ của hắn. Đấu, đấu cái dám, tâm ý của khán giả quan trọng vẫn là thân phận đệ tử cửu huyền môn của lão tử. Đào Cư ho một tiếng, ý bảo mọi người an tĩnh lại. Nếu như tôi sớm biết đối thủ hôm nay là đại sư huynh Sở Trần mà nói, tôi tuyệt đối sẽ không tới. Đào Cư cất cao giọng mở miệng, kỳ thật, nói ra cũng không có gì mất mặt, lúc đại sư huynh 15 tuổi, tôi đánh cờ không phải là đối thủ của hắn. Vừa giữ lời, tất cả mọi người đều ồ lên, ánh mắt toát ra không thể tin được. Nói quá a, Hồ Lập Dũng đều nhìn không được theo bản năng mỏ miệng. Không có quy định không thể nhận thua so đấu, nếu Đào Cư đã nhận thua, vậy chuẩn bị trận tiếp theo đi. Hoàng Phú Nguyên Cảnh lúc này hửng thú mỏ, miệng, ông tựa hồ khẩn cấp. Mơ hồ muốn nhìn thấy biểu hiện đặc sắc của Sở Trần. Ngay cả Hoàng Phú Nguyên Cảnh cũng mở miệng, mấy giám khảo còn lại tự nhiên đều gật gật đầu. Sự phản đối của khán giả không thể ngăn cản Đào Cư nhận thua. Đào sư đệ, ngươi nhìn bên kia kìa. Sở Trần chỉ về phía Nam Cung Quan, ánh mắt Đào Cư nhìn qua, càng thêm kinh ngạc, không dám chần chờ, vội vàng đi xuống đài cao, đi tới trước mặt Nam Cung Quân. Thần sắc cung kính hành lễ, Nam Cung sư thúc. Nam Cung Quân mỉm cười, đến đều đến rồi, cùng nhau xem Trần Trần so đấu đi. Đào Cư gật đầu, buông tay mà đứng, đứng ở một bên. Lúc này, Hạ Phương Bắc mới đột nhiên giật mình phục hồi tinh thần lại, trong mắt trợn to tròn vo, wow. Hạ Bắc kích động, vô cùng phấn chấn. Đây đâu phải là vận khí không tốt à, đây cán bản là giúp chúng một con cá coi. Kỳ Vương Thiên Nam Đào Cư, dĩ nhiên là sư đệ của Trần Ca. Ngoại trừ, wow, Hạ Bắc thật sự không biết phải nói gì. Sở Tổng uy vũ, Sở Tổng khí phách, chúc mừng Sở Tổng, đoàn cổ vũ phía sau Hạ Bắc nhất thời phát ra tiếng hò hét. Mặc kệ quá trình như thế nào, hôm nay tỷ đấu cầm kỳ thư họa, trận đầu tiên, Sở Trần thắng. Khán giả của quảng trường phát ra một trận hư thanh, Kỳ Vương Thiên Nam Đào Cư nhận thua trước mặt mọi người, làm cho người ta cảm thấy bất ngờ, đồng thời lại càng khẳng định một cách nói. Cho dù Hoàng Phủ Nguyên Cảnh ở đây làm trọng tài, đây cũng là một hồi hoạt động giao lưu thối phồng lên. Kỳ Vương Thiên Nam không sánh bằng Sở Trần. Đùa gì thế a? Hắn làm sao không nói Sở Trần chơi cờ đệ nhất thiên hạ. Tản ra, đây là coi khán giả chúng ta như những con khỉ. Tôi cảm thấy chỉ số IQ của tôi đã bị xúc phạm. Từng đạo thanh âm mang theo phẫn nộ, thậm chí có người chửi ầm lên. Mọi người hãy im lặng. Hồ Lập Dũng lúc này đứng lên, trầm giọng mở miệng. Danh tiếng của bốn vị trọng tài không nhỏ, quảng trường dần dần yên tĩnh lại, nhìn ghế giám khảo. Trận tỷ thí đầu tiên quả thật xảy ra một chút tình huống,
đây cũng là điều mà tất cả chúng ta đều không thể tưởng tượng được. Hồ Lập Dũng mở miệng, nhưng mà, tôi tin tưởng tính cách của Đào Cư. Nếu hắn thừa nhận không sánh bằng Sở Trần, vậy sự thật cũng là như thế. Nếu như sau khi Sở Trần so đấu với ba hạng mục khác, mọi người còn không thể tin phục, tôi đến khiêu chiến Sở Trần, để kiểm tra thực lực của Sở Trần. Những lời này của Hồ Lập Dũng lại khiến cho một trận xôn xao. Hồ Lập Dũng chính là tông sư thực sự trong giới cờ, nằm đó oai phong bàn cờ, hiện giờ tuy giang lui về phía sau, nhưng cũng là một trong những cường giả từng nhiều lần vô địch thế giới, một trong những đỉnh cao của giới cờ, nếu hắn tự minh ra tay kiểm tra tài đánh cờ của Sở Trần, tự nhiên không ai có dị nghị. Nếu thật như vậy, tôi không có ý kiến, ngay cả Hồ Lão Sư cũng nói như vậy, chúng ta không nên chất vấn Thiên Nam A. Kỳ Vương đến tột cùng Sở Trần có phải có bản lĩnh này hay không, chúng ta rất nhanh có thể nhìn thấy, đều nói cầm kỳ thư họa không tách rời, nếu Sở Trần ỏ, đánh đàn, thư pháp cùng với vẽ tranh bày ra thực lực đủ cường đại, như vậy, cũng có thể đại khái đoán được tài đánh cờ của hắn. Thanh âm ồn ào huyên náo ầm ĩ tại hiện trường bị ấn xuống, Hồ Lập Dũng ngồi xuống, nhìn thoáng qua Hoàng Phù Nguyên Cảnh bên cạnh, nhịn không được thấp giọng nói, Nguyên Cảnh lão sư, như vậy thật sự không thành vấn đề chứ. Những lời vừa rồi, là Hoàng Phủ Nguyên Cảnh bảo hắn nói. Hồ Lập Dũng tự nhiên không sợ đánh một trận với Sở Trần, nhưng mà, theo hắn thấy, như vậy hiển nhiên đối với Sở Trần liền không công bằng, nếu như Sở Trần thật sự không có đủ thực lực, như vậy, ba trận kế tiếp chấm dứt, lại tiếp nhận khiêu chiến của hắn, tất sẽ làm thanh danh Sở Trần ỏ, dương thành giảm mạnh. Hôm nay ta, kỳ thật rất chờ mong biểu hiện của Sở Trần. Hoàng Phủ Nguyên Cảnh mím cười, có lẽ sau khi ba trận chiến kế tiếp chấm dứt, không ai sẽ cảm thấy tài đánh cờ của Sở Trần không tinh. Cái khác không nói, chỉ dựa vào lý giải của Sở Trần đối với tranh, Hoàng Phủ Nguyên Cảnh cho rằng Sở Trần nhất định không kém. Với địa vị của Hoàng Phủ Nguyên Cảnh, muốn điều tra nguyên nhân trận tỷ đấu hôm nay cũng không khó, tại trận đấu đàn, Sở Trần cũng từng dễ dàng đánh bại Bạch Mộ. Bởi vậy, Hoàng Phủ Nguyên Cảnh rất chờ mong biểu hiện của Sở Trần trong ngày hôm nay. Bạch Mộ trên đài cao lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, thần sắc có chút âm trầm. Trận đầu tiên, Sở Trần cư nhiên không đánh mà thắng. Ai có thể nghĩ đến Kỳ Vương Thiên Nam cùng Sở Trần dĩ nhiên có quan hệ này, Bạch Mộ chỉ có thể thầm mắng Sở Trần vận khí tốt rồi ý. Bàn cờ trên đài cao đã bỏ, Sở Trần đi tới trước mặt ba túi gấm còn lại. Tiện tay cầm lấy một cái túi gấm gần nhất, mở túi gấm ra. Trận thứ hai, hỏa. Khi Bạch Mộ tuyên bố tin tức này, Liễu Quản nhất thời kích động. Hạnh phúc luôn là tới vội vàng không kịp chuẩn bị. Ván cờ đầu tiên không cần thi đấu, trận thứ hai lại rút chúng hỏa. Song tiên nhập thần, ánh mắt Liễu Quản nóng rực, kích động không thôi. Quyết đấu hôm nay, ông chờ chính là ở trong hoàn cảnh vạn người chú ý này, chứng kiến thời khắc, song tiên nhập thần, thật sự tái hiện nhân gian. Đào sư đệ, ngươi nhìn bên kia kìa, Sở Trần chỉ về phía Nam Cung Quân, ánh mắt Đào Cư nhìn qua, càng thêm kinh ngạc. Không dám chần chờ, vội vàng đi xuống đài cao, đi tới trước mặt Nam Cung Quân, thần sắc cung kính hành lễ, Nam Cung sư thúc. Nam Cung Quân mỉm cười, đến đều đến rồi, cùng nhau xem Trần Trần so đấu đi. Đào Cư gật đầu, buông tay mà đứng ở một bên. Lúc này, Hạ Phương Bắc mới đột nhiên giật mình phục hồi tinh thần lại, trong mắt trợn to tròn vo, wow. Hạ Bắc kích động, vô cùng phấn chấn, đây đâu phải là vận khí không tốt à. Đây căn bản là giúp chúng một con cá coi. Kỳ Vương Thiên Nam Đào Cư, dĩ nhiên là sư đệ của Trần Ca. Ngoại trừ, wow, Hạ Bắc thật sự không biết phải nói gì. Sở Tổng uy vũ, Sở Tổng khí phách, chúc mừng Sở Tổng, đoàn cổ vũ phía sau Hạ Bắc nhất thời phát ra tiếng hò hét. Mặc kệ quá trình như thế nào, hôm nay tỷ đấu cầm kỳ thư họa, trận đầu tiên, Sở Trần thắng. Khán giả của quảng trường phát ra một trận hư thanh. Kỳ Vương Thiên Nam Đào Cư nhận thua trước mặt mọi người, làm cho người ta cảm thấy bất ngờ, đồng thời lại càng khẳng định một cách nói, cho dù Hoàng Phủ Nguyên Cảnh ở đây làm trọng tài, đây cũng là một hồi hoạt động giao lưu thổi phồng lên. Kỳ Vương Thiên Nam không sánh bằng Sở Trần. Đùa gì thế à, chuyện đề cử, hắn làm sao không nói Sở Trần chơi cờ đệ nhất thiên hạ. Tản ra, đây là coi khán giả chúng ta như những con khỉ. Tôi cảm thấy chỉ số IQ của tôi đã bị xúc phạm. Từng đạo thanh âm mang theo phẫn nộ, thậm chí có người chửi ầm lên. Mọi người hãy im lặng, Hồ Lập Dũng lúc này đứng lên, trầm giọng mở miệng. Danh tiếng của bốn vị trọng tài không nhỏ, quảng trường dần dần yên tĩnh lại, nhìn ghế giám khảo. Trận tỷ thí đầu tiên quả thật xảy ra một chút tình huống,
đây cũng là điều mà tất cả chúng ta đều không thể tưởng tượng được. Hồ Lập Dũng mở miệng, nhưng mà, tôi tin tưởng tính cách của Đào Cư, nếu hắn thừa nhận không sánh bằng Sở Trần, vậy sự thật cũng là như thế. Nếu như sau khi Sở Trần so đấu với ba hạng mục khác, mọi người còn không thể tin phục, tôi đến khiêu chiến Sở Trần, để kiểm tra thực lực của Sở Trần. Những lời này của Hồ Lập Dũng lại khiến cho một trận xôn xao. Hồ Lập Dũng chính là tông sư thực sự trong giới cờ, năm đó oai phong bàn cờ, hiện giờ tuy rằng lui về phía sau, nhưng cũng là một trong những cường giả từng nhiều lần vô địch thế giới, một trong những đỉnh cao của giới cờ, nếu hắn tự mình ra tay kiểm tra tài đánh cờ của Sở Trần, tự nhiên không ai có dị nghị. Nếu thật như vậy, tôi không có ý kiến, ngay cả Hồ Lão Sư cũng nói như vậy, chúng ta không nên chất vấn Thiên Nam A. Kỳ Vương đến tột cùng Sở Trần có phải có bản lĩnh này hay không, chúng ta rất nhanh có thể nhìn thấy, đều nói cầm kỳ thư họa không tách rời, nếu Sở Trần ở đánh đàn, thư pháp cùng với vẽ tranh bày ra thực lực đủ cường đại, như vậy, cũng có thể đại khái đoán được tài đánh cờ của hắn. Thanh âm ồn ào huyên náo ầm ĩ tại hiện trường bị ấn xuống, Hồ Lập Dũng ngồi xuống, nhìn thoáng qua Hoàng Phủ Nguyên Cảnh bên cạnh, nhịn không được thấp giọng nói, Nguyên Cảnh lão sư, như vậy thật sự không thành vấn đề chứ. Những lời vừa rồi, là Hoàng Phủ Nguyên Cảnh bảo hắn nói. Hồ Lập Dũng tự nhiên không sợ đánh một trận với Sở Trần, nhưng mà, theo hắn thấy, như vậy hiển nhiên đối với Sở Trần liền không công bằng, nếu như Sở Trần thật sự không có đủ thực lực, như vậy, ba trận kế tiếp chấm dứt, lại tiếp nhận khiêu chiến của hắn, tất sẽ làm thanh danh Sở Trần ở Dương Thành giảm mạnh. Hôm nay ta, kỳ thật rất chờ mong biểu hiện của Sở Trần. Hoàng Phủ Nguyên Cảnh mỉm cười, có lẽ sau khi ba trận chiến kế tiếp chấm dứt, không ai sẽ cảm thấy tài đánh cờ của Sở Trần không tinh. Cái khác không nói, chỉ dựa vào lý giải của Sở Trần dối với tranh, Hoàng Phủ Nguyên Cảnh cho rằng Sở Trần nhất định không kém. Với địa vị của Hoàng Phủ Nguyên Cảnh, muốn điều tra nguyên nhân trận tỷ đấu hôm nay cũng không khó, tại trận đấu đàn, Sở Trần cũng từng dễ dàng đánh bại Bạch Mộ. Bởi vậy, Hoàng Phủ Nguyên Cảnh rất chờ mong biểu hiện của Sở Trần trong ngày hôm nay. Bạch Mộ trên đài cao lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, thần sắc có chút âm trầm. Trận đầu tiên, Sở Trần cư nhiên không đánh mà thắng. Ai có thể nghĩ đến Kỳ Vương Thiên Nam cùng Sở Trần dĩ nhiên có quan hệ này, Bạch Mộ chỉ có thể thầm mắng Sở Trần vận khí tốt rồi. Bàn cờ trên đài cao đã bỏ, Sở Trần đi tới trước mặt ba túi gấm còn lại. Tiện tay cầm lấy một cái túi gấm gần nhất, mở túi gấm ra. Trận thứ hai, hỏa. Khi Bạch Mộ tuyên bố tin tức này, Liễu Quản nhất thời kích động. Hạnh phúc luôn là tới vội vàng không kịp chuẩn bị. Ván cờ đầu tiên không cần thi đấu, trận thứ hai lại rút chúng hỏa. Song tiên nhập thần, ánh mắt Liễu Quản nóng rực, kích động không thôi. Quyết đấu hôm nay, ông chờ chính là ở trong hoàn cảnh vạn người chú ý này, chứng kiến thời khắc, song tiên nhập thần thật sự tái hiện nhân gian. Trận thứ hai, hỏa. Hạ Bắc nhìn thấy kết quả rút thăm này, nhất thời nhịn không được hét lớn một tiếng, nắm đấm vung lên, tốt. Thần sắc Hạ Bắc tràn ngập chờ mong. Hình ảnh, Phượng Cầu Hoàng, mà Sở Trần 10 phút vẽ ra, khắc sâu trong đầu Hạ Bắc. Hạ Bắc tin tưởng, trận chiến này, Sở Trần nhất định có thể kinh diễm toàn trường. Trận thứ hai lại là hỏa. Liễu Thiên Thiên mơ hồ có chút thất vọng, mở miệng nói, nếu so đàn tốt hơn, Sở Trần đàn càng thêm vô địch. Trong đầu Liễu Thiên Thiên, hình ảnh 10 ngón tay Sở Trần gảy đàn, khí thế như cầu vồng, không ngừng nhảy nhót. Ngược lại, Liễu Mạn Mạn đối với trận tỷ đấu tiếp theo vô cùng chờ mong, tranh vẽ của Lâu La có thể xếp vào top 10 trên phạm vi toàn quốc, là Vân Dương chịu thiệt, ngày hôm nay nhất định sẽ dốc hết toàn lực đòi lại thể diện. La Khắc là danh thủ quốc gia am hiểu vẽ tranh tại hiện trường, cảnh này không biết đã trải qua bao nhiêu lần, nhưng Sở Trần có tuyệt kỹ, song tiên nhập thần, giữa hai người, tất sẽ cạnh tranh lẫn nhau. La La, Khắc Thúc, Thúc nhìn này. La Vân Dương nhìn người đàn ông trung niên đã đứng lên bên cạnh. Phấn thanh mở miệng. La Khắc tự tin mỉm cười gật đầu, song tiên nhập thần tuy rằng được xưng là một trong ngũ đại tuyệt thủ của giới họa, nhưng mà, cho dù là tuyệt thế võ công, cũng cần phải trải qua khổ tu cùng mài giũa. Sở Trần tuổi như vậy, mặc dù có được tuyệt kỹ song tiên nhập thần, cũng giỏi giang không tới đâu. La Vân Dương gật đầu, Khắc Thúc ra tay, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. La Khắc không chỉ là họa sĩ đạt huy chương vàng của La Gia, mà còn là tông sư danh thủ quốc gia. Hơn nữa am hiểu việc khắc vẽ chim muông mãnh thú. La Vân Dương đã phân tích qua, phong cách vẽ tranh của La Khắc vừa vặn có thể vu ọt qua được Sở Trần. Sự xuất hiện của La Khắc đã nhận được những tràng pháo tay vô cùng nồng nhiệt. Trong đám người,
Giang Ánh Đào cùng Tư Đồ Tĩnh đều có ngụy trang đơn giản, vì không để người khác chú ý. Lúc này, Giang Ánh Đào liếc mắt nhìn trên đài cao một cái, La Khắc chính là một chiêu bài của La gia, nghe nói danh sách đặc biệt tìm La Khắc vẽ tranh, đều đã xếp đến 2 năm sau. Vì đánh bại Sở Trần, La gia ngay cả tôn đại thần này cũng phái ra. Tư Đồ Tĩnh mở miệng nói, đồng thời liếc Sở Trần một chút, nói thầm, Sở Trần nếu đáp ứng gia nhập cục đặc chiến, có thân phận đặc biệt của cục đặc chiến, những người này nào dám không kiêng nể gì khi dễ hắn như vậy. Cô nghĩ nhiều rồi, Giang Ánh Đào trợn trắng mắt, mặc dù hắn gia nhập cục đặc chiến, thân phận cũng tuyệt đối giữ bí mật. Đừng nhìn quá nhập thần, chú ý bốn phía, tôi vừa rồi phát hiện hai tổ người khác cũng ở hiện trường, xem ra, hôm nay trên quảng trường này, thật sự có thể xuất hiện manh mối thiên cơ huyền đồ. Bên kia quảng trường, đồng dạng có mấy người thấp giọng ghé tai. Không cảm ứng được sự tồn tại của thiên cơ huyền đồ. Tiếp tục tìm kiếm, nếu không chúng ta sẽ mất mạng. Sau khi mấy người phân tán ra, một gã thanh niên tóc tấc ngẩng đầu lên, nhìn Sở Trần trên đài cao, tầm mắt chậm rãi híp lại, đệ tử cửu huyền môn. Người này chính là đại sư huynh phái thiên cơ, Khâu Lâm. Bên cạnh có một người phụ nữ tóc dài đứng, hai tròng mắt có chút xinh đẹp, đôi môi đỏ mọng lừng bừng, kéo cánh tay Khâu Lâm, đại sư huynh, huynh xác định hắn thật sự là đệ tử cửu huyền môn sao? Ta nghe sư phụ nói qua một vài đệ tử cửu huyền môn ở trong thế tục, trong đó có Kỳ Vương Thiên Nam Đào Cư, Sở Trần dĩ nhiên là sư huynh của Đào Cư, Khâu Lâm chậm rãi nói, Sở Trần ở cửu huyền môn địa vị không kém a, khó trách hôm nay dám ở chỗ này khiêu chiến, xem ra hắn đã được người kia chân truyền. Đại sư huynh, chúng ta có cần tìm cơ hội hay không, giết Sở Trần. Người phụ nữ tóc dài giọng điệu nhẹ nhàng, phảng phất coi giết người là chuyện thường ngày, con ngươi nhìn chằm chằm Sở Trần trên đài cao, nhưng, hắn cũng bước vào tiên thiên, hơn nữa còn là đệ tử cửu huyền môn, muốn giết hắn, chúng ta phải phí một ít thủ đoạn. Khưu Lâm nhẹ nhàng nhướng mày, trước tiên đừng hành động thiếu suy nghĩ, hiện tại không phải là thời cơ tốt để giết Sở Trần, hơn nữa. Ưu tiên hàng đầu của chúng ta là tìm lại thiên cơ huyền đồ. Thiên cơ huyền đồ mất tích, đệ tử cửu huyền môn xuất hiện, đại sư huynh, huynh có nghĩ tới, giữa hai việc này có thể hay không có liên quan gì. Người phụ nữ tóc dài vừa dứt lời, thần sắc Khâu Lâm nhất thời ngưng trọng vài phần, tuyệt đối không thể để thiên cơ huyền đồ rơi vào trong tay cửu huyền môn. La Khắc đã đi lên đài cao, cùng Sở Trần đứng đối diện, khuôn mặt mỉm cười, Sở Trần, xin chỉ giáo. Trên ghế giám khảo, bốn giám khảo đều mang theo chờ mong. Trong những năm gần đây, La Khắc trực tiếp vẽ văn đấu, trình độ ngày càng cao, tôi rất mong đợi những gì hắn sẽ vẽ ngày hôm nay. Khuôn mặt Trương Thạch mỉm cười, có hắn có trực tiếp sử dụng đại tuyệt chiêu của mình hay không, Bát Tuấn Đồ, Trung Quốc hiện nay, luận trình độ của Bát Tuấn Đồ, không ai có thể so sánh được với La Khắc a. Bát Tuấn Đồ ngược lại chưa chắc, dù sao, nói thật ra, đối thủ của hắn Sở Trần ở giới thư họa thuộc loại hạng người vô danh. La Khắc hẳn là sẽ có chút dè dặt. Trung Tú Thanh mở miệng, Hồ Lập Dũng nhìn thoáng qua Hoàng Phủ Nguyên Cảnh bên cạnh, từ Kỳ Vương Thiên Nam Đào Cư chủ động nhận thua, tôi đối với Sở Trần có thêm vài phần chờ mong. Hoàng Phủ Nguyên Cảnh nở nụ cười, mỏi mắt mong chờ. Ông và Sở Trần ở thư phòng tuy rằng tán gẫu không ít, nhưng chung quy chỉ là lý luận suông, Hoàng Phủ Nguyên Cảnh tự nhiên cũng chờ mong Sở Trần có thể lộ ra vài phần nội dung trên lý thuyết trên bức tranh. Hai vị đều đã chuẩn bị xong chưa? Hồ Lập Dũng đứng lên, mở micro, mở miệng nói, thi đấu họa, giới hạn 1 giờ, đề tài không giới hạn, 3 phút sau chính thức bắt đầu tính thời gian. Lời nói dừng lại, ánh mắt Hồ Lập Dũng nhìn về phía Sở Trần, cậu không cần trợ thủ sao? La Khắc đưa hai trợ thủ lên sân khấu. Dù sao, trong trường hợp như vậy, để nhanh chóng thuận lợi hoàn thành tác phẩm, cần sự hỗ trợ nhất định, cũng không phải là trợ giúp vẽ tranh, mà là một vài chi tiết nhỏ, ví dụ như ấn giấy vẽ. Đưa bút, thu bút, lấy mực vân vân, nếu như những thứ này đều phải tự mình làm, sẽ hao phí thời gian lại không nói, cũng rất dễ dàng từ trạng thái tranh vẽ đi ra. Vẽ tranh tại chỗ, trạng thái đặc biệt quan trọng. Sở Trần lắc đầu, không cần. Hồ Lập Dũng gật gật đầu, cũng không nói nhiều, 3 phút sau, thời gian bắt đầu. Hồ Lập Dũng ngồi xuống, tôi làm sao cảm thấy, Sở Trần này, có chút cuồng a. Trung Tú Thanh theo bản năng thốt ra, lấy quan hệ giữa hắn và Đào Cư, nếu như mời Đào Cư lên lôi đài làm trợ thủ, ít nhiều đều có trợ giúp, ít nhất, khí thế đều có thể lấy lại vài phần. Trương Thạch nở nụ cười, chờ mong một chút, ánh mắt Trương Thạch trực tiếp nhìn về phía La Khắc, trong lúc bất chợt kinh ngạc mỏ, miệng, nhìn độ dài giấy mà La Khắc chuẩn bị,
rất có khả năng phải xuất chiến bát tuấn đồ a. Ánh mắt Trương Thạch phát sáng, như vậy cũng tốt a, La Khắc ít nhất có 2 năm không vẽ trực tiếp bát tuấn đồ, hôm nay có phúc được thấy rồi. Trương Thạch cuối cùng đã bật micro, dù sao, với tư cách là giám khảo, họ cũng cần phải truyền đạt một số thông tin hữu ích cho khán giả. Khi nghe Trương Thạch nói La Khắc rất có khả năng muốn vẽ bát tuấn đồ ngay tại chỗ, toàn bộ quảng trường đều xôn xao. Nếu như nói La Khắc là một chiêu bài vẽ tranh của La Gia, như vậy, bát tuấn đồ chính là bản lĩnh xuất chúng của La Khắc. Bát tuấn đồ của La Khắc, uy chấn giới họa. Một khi La Khắc ở hiện trường tỉ thí văn đấu xuất bát tuấn đồ, trên cơ bản có thể sớm tuyên bố kết quả văn đấu. Giới thư họa có một câu nói, mai của Tiêu Kính, điền viên của cung Trường An, núi đá của mộ Dung Tổ, bát tuấn đồ của La Khắc, đại chiêu tứ đại văn đấu khó giải. Đáng tiếc chính là, bốn người bọn họ chưa từng cùng nhau so tài a. Trương Thạch lão sư nói đúng, hôm nay chúng tôi có phúc được thấy rồi. Vừa ra tay chính là đại chiêu, Sở Đại Long sắp toi rồi. Sở Đại Long cái gì, khán giả trên quảng trường đều phấn khởi. Ánh mắt Tống Thu có chút mơ hồ, nhìn Tống Trường Thanh bên cạnh, ông nội, bát tuấn đồ của La Khắc, thật sự rất lợi hại. Tống Trường Thanh nghiêm túc gật đầu, nhưng, thư pháp tỷ đấu kế tiếp, Sở Trần vẫn có cơ hội thắng lợi. Sở Trần đã thắng một ván trước, sau đó lấy được thư pháp, hôm nay ít nhất là hòa nhau, một mình khiêu chiến rất nhiều tông sư danh thủ quốc gia, đánh thành hòa, Sở Trần đủ kiêu ngạo. Tống Trường Thanh là một trong số rất ít người có lòng tin vào thư pháp của Sở Trần, dù sao, Sở Trần lần đầu tiên kinh diễm ông, chính là thư pháp. Về phần hỏa, khi bát tuấn đồ của La Khắc vừa ra, trên cơ bản có thể thu hoạch trận đấu. Phía bên kia, thần sắc Liễu Mạn Mạn ngưng trọng lên. Lẩm bẩm, song tiên nhập thần, có thể chiến thắng bát toán đồ của La Khắc hay không? Liễu quản nhìn chằm chằm Sở Trần không chớp mắt, thấy Sở Trần thần sắc bình tĩnh, ánh mắt cũng không gợn sóng. Liễu quản đột nhiên đối với Sở Trần có loại tin tưởng khó hiểu, nếu như nói, thần thoại của La Khắc bát tuấn đồ hôm nay bị phá vỡ, song tiên nhập thần của Sở Trần có thể ở trong giới thư họa nhấc lên một hồi sóng to gió lớn hay không? Phá vỡ huyền thoại, Liễu Mạn Mạn ngẩn ra. Liễu Thiên Thiên vẫn là kiên trì tín niệm của mình, cháu chờ Sở Trần đàn. 3 phút đã trôi qua. Trên đài cao, Bạch Mộ tuyên bố thời gian chính thức bắt đầu. Đếm ngược 1 giờ, tùy theo thời gian đồng hồ trên tháp đồng hồ quảng trường. Bạch Mộ cất cao giọng, lập tức cười cười, mở miệng nói, nhưng, tôi nghĩ, đối với La Khắc lão sư mà nói, thời gian 1 giờ có chút dài, theo tôi được biết, La Khắc lão sư vẽ một bức bát tuấn đồ, trên cơ bản cũng chỉ khoảng nửa giờ. Tôi rất tò mò thời gian ngắn nhất La Khắc lão sư vẽ bát tuấn đồ là bao nhiêu. La Khắc suy nghĩ một chút, đại khái không tới 1 khắc đồng hồ. Bạch Mộ nhất thời phát ra một tiếng kinh hô, chợt hít một hơi khí lạnh, lợi hại a. Đối với người khác mà nói cả đời cũng vẽ không xong bát tuấn đồ, La Khắc lão sư có thể nói là tiện tay hạ bút thành văn. La Khắc mỉm cười, quen tay hay việc mà thôi, chỉ riêng bát tuấn đồ tôi vẽ trong 5 năm gần đây, không có 1 vạn cũng có 8 ngàn. Chỉ có điều, rất nhiều thành phẩm tôi cảm thấy không hài lòng, trực tiếp tiêu hủy mà thôi. Hiện trường lại vang lên một trận âm thanh kinh hô. Không ít người thương tiếc, tiêu hủy quá lãng phí. Làm nhặt rác cũng tốt, tôi có thể mỗi ngày ngồi xổm ở La Gia nhặt rác. Mong chờ bát tuấn đồ. Sở Trần sao lại không nói lời nào, cũng không thấy động tĩnh gì. Hắn hình như cũng đang nhìn La Khắc lão sư bên kia. Chẳng lẽ Sở Trần cũng là fan của bát tuấn đồ của La Khắc lão sư? 2 trợ thủ đã bắt đầu chuẩn bị, đây chính là chỗ tốt khi có trợ thủ, cho dù trận đấu đã bắt đầu đếm thời gian, La Khắc cũng không chút hoang mang, dù sao, số lần trợ lý của hắn trợ giúp hắn vẽ bát tuấn đồ quá nhiều, thật sự quen tay hay việc, cụ thể cần dùng bao nhiêu bút, dùng mực vân vân, đều ghi nhớ trong lòng. Hiện trường dần dần im lặng, La Khắc tay cầm bút lông, dính mực, ngẩng đầu nhìn về phía Sở Trần một cái, chợt bắt đầu động bút. Đường nét tuấn mã vẽ rất nhanh. Mây bay nước chảy lưu loát sinh động, bút phong mãnh liệt, mỗi một động tác đều biểu hiện ra sự tự tin không gì sánh kịp. Hiện trường cũng chiếu quá trình vẽ của La Khắc lên trên màn hình lớn. Đám đông đôi khi ngạc nhiên, đôi khi hét lên, thật nhanh a, dựa theo tốc độ này, tôi thấy ngay cả nửa giờ cũng không cần, La Khắc lão sư có thể vẽ xong bức bát tuấn đồ này. Nghe danh không bằng gặp mặt, quá lợi hại, Sở Trần sao còn chưa có động tĩnh, cũng có người khóe mắt liếc Sở Trần một cái. Dưới đài, Hạ Bắc tuy rằng cũng chấn động bát tuấn đồ của La Khắc, nhưng, cũng không quên cổ vũ Sở Trần, mọi người đừng nóng vội, Trần ca vẽ tranh có một đặc điểm,
anh ấy muốn trình bày tác phẩm mình muốn vẽ trong đầu một lần. Mọi người đều nghe qua chuyện cổ trong lòng đã có dự tính rồi chứ, chính là đạo lý này, mọi người chờ mong. Ánh mắt Hạ Bác lại nhìn thoáng qua tác phẩm trên màn hình lớn, hít sâu một hơi. Bát Tuấn Đồ tuy rằng mạnh, nhưng mà, Trần Ca cũng không kém. Trên đài cao, Bạch Mộ cũng không muốn bỏ qua cơ hội chế nhạo Sở Trần, thấy Sở Trần chậm chạp không có động bút, lúc này khuôn mặt mỉm cười mở miệng nói, thừa dịp Sở Trần còn chưa bắt đầu, tôi có vấn đề muốn hỏi Sở Trần một chút. Không biết Sở Trần đánh giá Bát Tuấn Đồ của La Khắc lão sư như thế nào? Sở Trần nhàn nhạt trả lời Bạch Mộ, rất tốt. Bạch Mộ âm thầm cười lạnh, xem ra anh cũng đã có ý định rồi, vì sao chậm chạp còn chưa động bút? Thời gian tỉ đấu là 1 giờ, nếu La Khắc lão sư lựa chọn vẽ trước, vậy tôi liền chờ La Khắc lão sư vẽ xong rồi mới bắt đầu. Sở Trần mỉm cười, nếu không, tôi cũng lo lắng sẽ ảnh hưởng đến phát huy của La Khắc lão. Bạch Mộ khinh bỉ. Đến nước này, thế nhưng còn nói khoác, Bạch Mộ rõ lá bài tẩy của Sở Trần, không gì khác hơn là kỹ năng vẽ tranh, song tiên nhập thần, sự xuất hiện của, song tiên nhập thần, có lẽ sẽ khiến La Khắc lão sư chú ý, nhưng với kỹ năng của La Khắc lão sư, còn không đến mức bị ảnh hưởng. Sở Trần cố làm cho huyền ảo, muốn dùng hiệu quả, song tiên nhập thần của mình cực hạn. Bạch Mộ nhất thời hiểu được tâm tư của Sở Trần, không để ý tới Sở Trần nữa, miễn cho bị Sở Trần lợi dụng. Ánh mắt một lần nữa rơi vào Bát Tuấn Đồ, trong lúc nói chuyện, La Khắc đã vẽ xong một con tuấn mã. Trên ghế giám khảo, La Khắc quả nhiên phát huy bản lĩnh tỷ đấu ở hiện trường vô cùng nhuần nhuyễn a. Trương Thạch cảm thán, hơn nữa, hôm nay La Khắc tiến vào trạng thái hiển nhiên cũng cực nhanh, trong trạng thái này, La Khắc vẫn là vẽ Bát Tuấn Đồ, đây là tồn tại vô địch a. Trung Tú Thanh gật đầu, Bát Tuấn Đồ của La Khắc, danh bất hư truyền. Lần này áp lực của Sở Trần rất lớn. Hồ Lập Dũng nói, Sở Trần lựa chọn chờ La Khắc vẽ xong rồi động thủ kỳ thật cũng là sáng suốt, hiện tại hắn thừa nhận áp lực quá lớn, chỉ bằng chờ sau khi La Khắc hoàn thành, chính mình lại buông tay đánh một trận, bằng không, quá trình vẽ tranh của hai người đồng thời hiện ra trên màn hình lớn, so sánh chênh lệch quá dễ dàng. Toàn bộ quảng trường, mọi ngóc ngách, đều đang thảo luận. Cuộc đối đầu của tranh Trung Quốc, con người Hoàng Phủ Nguyên Cảnh cũng vẫn dừng trên màn hình lớn. Đồng thời mở miệng, La Khắc cùng Sở Trần so tài, đợi sau khi kết thúc tỷ đấu lại thảo luận, chúng ta hiện tại hẳn là nên đặt ánh mắt ở trên Bát Tuấn Đồ của La Khắc. Nghe vậy, Hồ Lập Dũng nhất thời cảm giác được vài phần hổ thẹn, Nguyên Cảnh lão sư nói phải. Bát Tuấn Đồ là đại sát khí của La Khắc, quả thật danh bất hư truyền. Hoàng Phủ Nguyên Cảnh vẻ mặt lộ ra thưởng thức, trầm giọng nói, ngắn ngủi 5-6 phút, đã có hai con tuấn mã thành hình, hơn nữa dần dần tiến vào giai cảnh, tốc độ như vậy 20 phút là có thể hoàn thành bức Bát Tuấn Đồ này. Khi trao đổi về bức tranh, micro của mấy người trong ban giám khảo đều được bật. Điều này càng khiến khán giả có mặt hô hào quá mức. Vừa nhìn bậc thầy danh thủ quốc gia vẽ tranh, một bên nghe danh sư bình luận, đây chính là cơ hội cực kỳ khó có được. Càng khó có được chính là, trạng thái của La Khắc thật sự là càng ngày càng tốt ha, từ dấu vết vận bút của hắn nhìn ra, chỉ cần hắn muốn, hẳn có thể nhanh hơn. Trương Thạch nói, bức Bát Tuấn Đồ này tuy rằng còn chưa hoàn thành, nhưng mà, tôi có thể khẳng định, đây tuyệt đối là trên vạn bức Bát Tuấn Đồ mà La Khắc vẽ ra, chất lượng thuộc loại có giá trị nhất. Tống Thu lo lắng, mấy vị giám khảo đều cực kỳ tôn sùng Bát Tuấn Đồ của La Khắc. Anh rể, Nguy, Tống Thu theo bản năng liếc về phía Nam Cung Quân ở một bên, cũng may, thần sắc thần tiên tỷ tỷ còn chấn định. Tống Thu tự nhiên không biết, Nam Cung Quân vốn tưởng rằng hôm nay tỷ đấu sẽ xuất hiện thiên cơ huyền đồ. Chỉ cần thiên cơ huyền đồ không xuất hiện, cô sẽ không lo lắng Sở Trần. Khắc thúc thật lợi hại. La Vân Dương nắm chặt nắm đấm, lần này có thể hung hăng phát ra một ngụm ác khí. La Vân Long càng tỏ vẻ tiếc nuối, hẳn là trước khi tỷ đấu bắt đầu cùng Sở Trần đánh cược, để cho hắn thua sau đó, ăn tươi nuốt sống bức họa, như vậy mới giải hận. Thật không may, trong lúc nói chuyện, Bát Tuấn Đồ của La Khắc đã hoàn thành một nửa. Bát Tuấn Đồ của La Khắc hoàn toàn lấy Bát Tuấn thần vận ghi lại trong thập di ký làm tiêu chuẩn. Hoàng Phủ Nguyên Cảnh nói, tên Bát Tuấn, một ngày tuyệt địa, hai ngày lật vũ, ba ngày bôn tiêu, bốn ngày nhảy bóng, năm ngày vượt huy, sáu ngày siêu quang, bảy ngày đằng xương, tám ngày huy dực. Ý tán thưởng trong mắt Hoàng Phủ Nguyên Cảnh càng ngày càng nồng đậm, bốn con tuấn mã phía trước, ở thần vận thể hiện cực tốt, chỉ riêng bức Bát Tuấn đồ này, chuyến đi hôm nay cũng đã không sai a. Trong mắt Hoàng Phủ Hòa Ngọc trừng to, lão gia tử liền đảo ngược a. Hoàng Phủ Hòa Ngọc nhìn Sở Trần, càng thêm lo lắng.
Bát Tuấn Đồ vừa ra, ai dám tranh phong? Hoàng Phủ Hòa Ngọc chỉ có thể âm thầm chờ mong Sở Trần có thể cũng có biểu hiện không tồi. Còn lại tất cả những người có quan hệ không tệ với Sở Trần đều ôm cùng suy nghĩ, dù sao, Bát Tuấn Đồ của La Khắc, gần như vô địch. Ánh mắt Sở Trần cũng vẫn nhìn chăm chú vào Bát Tuấn Đồ của La Khắc, khẽ gật đầu. Đây thực sự là một đối thủ cực kỳ mạnh. Đối phương lần này ngăn cản, tình thế bắt buộc. 20 phút, Bát Tuấn Đồ thành. Khi La Khắc buông bút lông trong tay xuống, toàn trường lại vang lên một trận thanh âm sợ hãi than. Chấn động, đây chính là Bát Tuấn Đồ của La Khắc. Giá trị ngàn vàng a. Đến lượt Sở Trần, tôi cảm giác Sở Trần xác suất lớn sẽ trực tiếp nhận thua, nhưng cũng không mất mặt, thua Bát Tuấn Đồ, quá bình thường. Sở Trần vừa lên đã trộm một hồi thắng lợi, hiện tại cũng nên trả lại. Từng đạo ánh mắt tập trung ở trên người Sở Trần, khóe miệng La Vân Dương lạnh lùng nhếch lên, dưới sự áp bách Bát Tuấn Đồ của Khắc Thúc, tôi ngược lại muốn nhìn xem, song tiên nhập thần của anh có thể phát huy ra bao nhiêu phần tiêu chuẩn. Thắng chắc, La Vân Long đắc ý cười, chợt cất tiếng mở miệng hô, Sở Trần, tôi đề nghị anh trực tiếp nhận thua đi, đừng lãng phí thời gian. La gia bên này, tất cả mọi người đều cười, La Khắc lão sư ra tay, thật sự là quá mức ổn định. Trên đài cao, Bạch Mộ cũng mỉm cười nhìn Sở Trần, anh Mần, Bụp. Đúng lúc này, một tiếng nổ lớn vang vọng, không ít người đều bị tiếng vang bất thình lình này làm cho giật nảy mình, ánh mắt nhao nhao nhìn Sở Trần. Là Sở Trần một trưởng đánh vào mặt bàn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? So không nổi La Khắc lão sư, thẹn quá hóa giận sao? Quyền vương xuyên biên giới Sở Trần, thật sự muốn biểu diễn công phu quyền cước a? Đầu óc vô số người trong nháy mắt toát ra nghi vấn. Hạ Bắc cũng trợn mắt cứng lưỡi nhìn trên đài cao, dưới một trưởng của Sở Trần, mấy cây bút lông vốn đặt trên mặt bàn đều đồng thời bay lên, đồng thời còn có một chậu mực bay lên, mắt thấy đang bắn tung tóe rơi xuống đất. Thân ảnh Sở Trần cũng trong nháy mắt động đậy, nhanh như điện, trực tiếp ra tay, đầu ngón tay kẹp mấy cây bút lông, tay kia trực tiếp cầm lấy giấy trắng, đột nhiên nhấc lên trên bầu trời, một trận thanh âm ảo ảo kinh hô ra tiếng. Giấy tuyên thành bay lên cao, giống như lá rụng rơi xuống, nhưng mà, còn ở giữa không trung, bút trong tay Sở Trần đã dính mực, chân đạp tiêu diêu bộ pháp, phẩy mực, đặt bút, một mạch liền mạch, hành vân lưu thủy. Vô số người đều sợ ngây người. Không thể tin nhìn hình ảnh trên đài cao. Đây là cách vẽ gì? Sở Trần đang vẽ nguệch ngoạc lung tung a. Để cho giấy tuyên thành bảo trì bay trên không trung, mượn lực của đầu bút, đồng thời còn vẽ ở trên đó, đây là thao tác thần tiên gì? Tất cả mọi người đều bị kỹ năng của Sở Trần làm cho kinh ngạc. Liễu Thiên Thiên không hiểu sao hưng phấn, trước tiên đừng nói đến hiệu quả vẽ ra như thế nào, chỉ riêng thao tác này, cũng đủ chấn động rồi, ha ha. Tôi cũng đoán được Sở Trần sẽ lợi dụng ưu thế của bản thân, dùng phương thức biểu diễn vẽ, dù sao, tuyệt kỹ, song tiên nhập thần của hắn càng thêm thích hợp biểu diễn. Quản thúc, Sở Trần hiện tại còn chưa sử dụng kỹ năng vẽ, song tiên nhập thần. Liễu Mạn Mạn nhìn thoáng qua Liễu Quản, thấy Liễu Quản so với Liễu Thiên Thiên càng thêm kích động, không khỏi giật mình, mở miệng nói một tiếng. Liễu Quản nhìn chằm chằm không chớp mắt, đôi mắt nóng rực kích động, trình độ vẽ tranh. Sở Trần đây là phối hợp võ thuật Trung Quốc cùng vẽ tranh dung hợp đến cực hạn a. Đúng, Sở Trần lúc này thi triển ra thân pháp, rõ ràng chính là Tiêu Diêu Du trưởng pháp, hắn thế nhưng dung nhập Tiêu Diêu Du vào trong hội họa. Liễu Thiên Thiên dừng một chút, đột nhiên kinh hô quản thúc, đây không phải cũng là một trong ngũ đại tuyệt thủ của họa giới chứ? Liễu Quản lắc đầu, ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm Sở Trần trên đài cao, mặc dù đây không phải là một trong ngũ đại tuyệt thủ, nhưng mà nếu Sở Trần thật sự vận dụng phần bản lĩnh này đến trình độ dày công tôi luyện, như vậy, ta tin tưởng, sau này họa giới, sẽ không còn là ngũ đại tuyệt thủ nữa, mà là lục đại tuyệt thủ. Trên màn hình lớn, bởi vì bức tranh xoay quá nhanh, rất khó để bắt được Sở Trần đang vẽ cái gì. Cơ hồ tất cả mọi người đều bị màn biểu diễn huyễn kỹ của Sở Trần làm cho ngây người. Họa, vẫn có thể vẽ như thế này. Trình độ vẽ tranh, kinh diễm xuất thế. La gia trận doanh. La Vân Dương trầm mặt, nhíu mày nhìn Sở Trần thi triển Tiêu Diêu Du trưởng pháp vẽ tranh trên đài cao, hắn vô số lần yên lặng nguyền rủa, hy vọng tờ giấy tuyên thành giữa không trung rơi xuống đất, nhưng mà, kết quả nhất định thất vọng, rõ ràng giấy tuyên thành mỏng manh, dưới vòng xoay tốc độ cao như vậy, còn bị đầu bút không ngừng chạm vào, dĩ nhiên không có một chút tổn thương. Hừ, không biết xấu hổ khoe khoang mà thôi, vẽ tranh cũng không phải dựa vào khoe khoang hoàn thành. Lúc này, La Vân Long hừ lạnh mở miệng, dù sao Sở Trần công phu rất cao, có thể khéo léo vận dụng công phu đến thần nhập hóa.
Công bằng mà nói, La Vân Long trong lòng rất ghen tị. Bản lĩnh khoe khoang này, ai mà không muốn có. Đáng tiếc không phải của hắn, hắn nhất định phải hung hăng công kích. Loại tác phẩm khoe khoang này, quả thật có thể nghênh đón một ít thanh âm cổ vũ, nhưng mà, đừng quên, tứ đại giám khảo, đều là tông sư đỉnh phong lĩnh vực cầm kỳ thư họa, làm sao có thể bị khoe khoang của Sở Trần ảnh hưởng chứ? Lúc này, Kỳ Vương Thiên Nam Đào cư nở nụ cười, nhìn Sở Trần trên đài cao, đại sư huynh quả nhiên luyện bản lĩnh trình độ vẽ tranh ra. Đứa nhỏ Trần Trần này, từ nhỏ đã thích đùa giỡn. Trong con ngươi Nam Cung Quân tràn đầy sủng ái, tiếng kêu sợ hãi của đám đông liên tục vang lên. Bát tuấn đồ của La Khắc vừa ra, tôi cho rằng trận chiến đấu này có thể tuyên bố chấm dứt sớm, nhưng hiện tại, nói thật, cho dù Sở Trần vẽ kỹ thuật hơi kém một bậc, chỉ dựa vào tuyệt kỹ này, tôi muốn bỏ phiếu Sở Trần thắng. Nếu tôi có 1/10 bản lĩnh của Sở Trần, cần phải độc thân 35 năm. Nếu tôi có 1% bản lĩnh của Sở Trần, sớm đã là Hải Vương. Có chuyên gia đưa ra phân tích, mấu chốt vẫn là xem trình độ vẽ tranh. Chỉ dựa vào khoe khoang có lẽ có thể lấy được tiếng cổ vũ khắp hội trường, nhưng muốn giành được thắng lợi trong trận đấu cuối cùng, cũng không dễ dàng. Trên ghế giám khảo, trình độ vẽ tranh, Hồ Lập Dũng cảm thán vạn phần, tôi trích dẫn một câu của Nguyên Cảnh lão sư, chuyến đi hôm nay không tệ a. Xem ra, đây chính là điều Nguyên Cảnh lão sư chờ mong. Trương Thạch cười cười, bất kể là võ thuật Trung Quốc hay là cầm kỳ thư họa, Sở Trần tuổi còn trẻ có thể đạt tới trình độ này, đáng bội phục. Vẫn là trở lại trận đấu chính. Trung Tú Thanh nói, cá nhân tôi cho rằng, thủ pháp vẽ tranh của Sở Trần tất nhiên là kinh diễm, nhưng chỉ bằng như vậy, không đủ để đánh bại Bát Tuấn Đồ. Cuối cùng vẫn phải xem trình độ chất lượng của bức tranh. Khuôn mặt Hoàng Phủ Nguyên Cảnh mỉm cười vuốt râu, chúng ta cùng nhau chờ kết quả. Đám người lại một trận kinh hô, một đám ánh mắt trợn tròn, không thể tin nhìn trên đài cao. Màn biểu diễn của Sở Trần. Lúc này, một tay khác của Sở Trần. Đồng dạng cũng cầm lấy một cây bút. Hai cây bút, ngửa đầu, giơ tay lên, ánh mặt trời, giấy tuyên thành đang xoay tròn, thân hình Liễu Quản đột nhiên đứng lên. Cuối cùng cũng đến, song tiên nhập thần, nhìn Sở Trần gần như ngửa ra sau khom lưng giơ tay lên nhanh chóng vẽ, hai tay hai cây bút cơ hồ đồng thời không dừng lại chút nào, ánh mắt Liễu Quản nóng bỏng kích động. Wow, 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 trên quảng trường, cả đám đều giật mình, phảng phất nhìn thấy hình ảnh thần kỳ cực kỳ khó tin. Trời ơi, Sở Trần thật sự đồng thời vẽ hai tay dưới loại khó khăn này sao? Đồng bộ, tôi đã nhìn ra, Sở Trần vẽ cũng là Bát Tuấn Đồ. Hắn dĩ nhiên muốn dùng Bát Tuấn Đồ đối phó Bát Tuấn Đồ. Tôi và bạn bè ở quảng trường đều choáng váng. Trên ghế giám khảo, Trương Thạch đứng lên, môi run rẩy chỉ vào Sở Trần trên đài cao, chẳng lẽ là tôi chỉ là nghe nói, hôm nay xem như là tận mắt chứng kiến. Hoàng Phủ Nguyên Cảnh mở micro ra. Cảm thán vạn phần mở miệng nói, Sở Trần đang sử dụng kỹ năng vẽ, tên là, song tiên nhập thần, từ xưa đến nay, giới hội họa phân ra vô số lưu phái, còn có vô số loại bút pháp vẽ tranh, lưu phái đông đảo, trong đó, người được người ta tôn sùng nhất chính là ngũ đại tuyệt thủ. Đương kim họa giới, ngũ đại tuyệt thủ, cơ hồ đều mai danh ẩn tích, đây là đoạn truyền thừa của giới hội họa Trung Quốc. Hôm nay, chúng ta may mắn được chứng kiến một trong năm tuyệt thủ của, song tiên nhập thần, tái hiện trận chiến. Đây là vinh hạnh của chúng ta. Ánh mắt đục ngầu của Hoàng Phủ Nguyên Cảnh thậm chí toát ra vài phần quang mang trong suốt, vị tông sư danh thủ quốc gia từng đạt tới cảnh giới đỉnh cao trong họa giới này, vào giờ khắc này, kích động đến cực hạn. Trương Thạch cũng chân thành tán thưởng, trình độ vẽ tranh phối hợp song tiên nhập thần, quả thực chính là song kiếm hợp bích a. Đám đông nổ tung trong nháy mắt, song tiên nhập thần, trời ạ, lại thật sự có người nắm giữ tuyệt kỹ, song tiên nhập thần. Cầu khoa phổ. Song tiên nhập thần, là gì? Tôi cũng không biết, tóm lại nghe có vẻ rất lợi hại, tôi đột nhiên có chút coi trọng Sở Trần, tuy rằng còn không nhìn thấy tác phẩm của Sở Trần, nhưng mà, anh xem vẻ mặt của bốn vị giám khảo kia, vừa rồi La Khắc lão sư vẽ Bát Tuấn Đồ, bọn họ đều không có kích động như vậy a. Bên cạnh đài cao, ánh mắt La Khắc cũng nhìn chằm chằm Sở Trần. Hắn từ trong miệng La Vân Dương biết được, Sở Trần có được kỹ năng vẽ, song tiên nhập thần, nhưng mà, La Khắc vẫn tự tin như trước, cho dù là song tiên nhập thần, cũng không thắng được Bát Tuấn Đồ của hắn. Nhưng mà giờ phút này, sâu trong mắt La Khắc xẹt qua một tia lo lắng. Hắn cũng thật không ngờ, song tiên nhập thần xuất hiện, dĩ nhiên dẫn đến oanh động lớn như vậy. Thế, của trận tỷ đấu này đã hoàn toàn ở trên người Sở Trần. Trình độ vẽ tranh phối hợp song tiên nhập thần, chính là đại sát khí của Sở Trần hôm nay.
Đáng tiếc, lựa chọn Bát Tuấn Đồ là thất bại lớn nhất của cậu. La Khắc ngẩng đầu nhìn thoáng qua, hắn vẽ vô số bức Bát Tuấn Đồ, rất dễ dàng có thể phân biệt được, Sở Trần đang vẽ, quả thật cũng là Bát Tuấn Đồ. Cả đời này, La Khắc chưa từng thấy qua có người vẽ Bát Tuấn Đồ có thể tốt hơn hắn. Trước kia không có, La Khắc tự tin, hiện tại, sau này, cũng tuyệt đối không có. Bát Tuấn Đồ, chính là lĩnh vực thuộc về hắn. Sở Tổng cố lên, Sở Tổng tất thắng, lúc này, đoàn cổ vũ của Bắc Trần càng thêm khí TH, phấn chấn hô to. Màn biểu diễn này của Sở Tổng, thật sự là quá ngầu. Thắng thua tạm thời không bàn, hiện tại đã chấn động toàn trường, kinh diễm ánh mắt của mọi người. Trong đám đông, Tư Đồ Tĩnh yên lặng nhìn chăm chú Giang Ánh Đào bên cạnh, khuôn mặt quái dị. Chị Đào vừa rồi còn nhắc nhở cô, phải tùy thời chú ý tình huống xung quanh, nhưng hiện tại, chị Đào nhìn thẳng vào màn biểu diễn của Sở Trần trên đài cao, suốt 10 phút, ánh mắt cũng không chớp một cái. Tư Đồ Tĩnh thừa nhận, Sở Trần trên đài cao đúng là mặc áo choàng hào quang, khiến người ta chú ý, nhưng mà, chị Đào, nhiệm vụ A. Bên kia, ánh mắt Khâu Lâm lạnh lùng híp lại, nhìn chằm chằm đài cao, sát ý lướt qua. Cửu huyền môn dĩ nhiên xuất hiện một truyền nhân yêu nghiệt như vậy, nhất định phải mau chóng diệt trừ, nếu không, phái thiên cơ vĩnh viễn không có ngày xuất đầu. Khâu Lâm thấp giọng, sát khí đằng đằng. Hắn đã đi vòng quanh quảng trường vài vòng, không có bất kỳ thu hoạch gì, lực chú ý chỉ có thể một lần nữa đặt ở trên người Sở Trần. Nhất định phải nghĩ cách, tìm cơ hội, giết Sở Trần. Sở Trần cũng không biết mình đã bị phái thiên cơ theo dõi, anh đã hoàn toàn đắm chìm trong tiết tấu của mình. Trình độ vẽ tranh, song tiên nhập thần, chân đạp tiêu diêu bộ, tay múa Bát Tuấn Đồ, thân pháp phiêu giật xuất trần. Trước mắt anh, chỉ còn lại thế giới tuấn mã lao nhanh. Không có một chút không chú tâm, bốn phương tám hướng từng tiếng kinh hô, căn bản không truyền đến trong tai Sở Trần. Bạch Mộ đứng ở góc đài cao, giờ phút này khuôn mặt âm trầm đến cực điểm, nhìn Sở Trần đang vẽ tranh, hắn nắm chặt micro trong tay, ánh mắt theo bản năng nhai thoáng qua đài cao, vào giờ khắc này. Bạch Mộ có một ý niệm trong đầu, muốn nghĩ cách phá hư màn biểu diễn của Sở Trần, thế nhưng, trước mắt bao người, Bạch Mộ mặc dù có nhiều ý nghĩ hơn nữa, cũng chỉ có thể kiềm chế xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Trần. Bạch Mộ cuối cùng cũng hiểu được câu nói vừa rồi của Sở Trần, nếu như ngay từ đầu hắn cũng vẽ tranh, trình độ vẽ tranh phối hợp song tiên nhập thần, tất sẽ chấn động toàn trường, thật sự sẽ ảnh hưởng đến bức tranh của La Khắc. Song tiên nhập thần, Sở Trần hôm nay bày ra thực lực. So với ngày đó ở câu lạc bộ vẽ, Phượng Cầu Hoàng còn cường đại hơn vô số lần. Đây mới là thực lực thật sự của Sở Trần sao? Không, nhất định chỉ là khoe khoang. Bạch Mộ cố gắng kìm xuống cảm giác bất an trong lòng mình, khóe miệng lạnh lùng, muốn dùng Bát Tuấn Đồ đánh bại Bát Tuấn Đồ của La Khắc, căn bản không có khả năng. Trên quảng trường, có người đột nhiên mở miệng, trước văn đấu hôm nay, tựa hồ có người đã nói qua. Chờ mong Sở Trần ở hiện trường văn đấu hôm nay đánh một bộ quyền, đó là Hoàng đế Tiên Chi A. Kết hợp phước thuật cùng vẽ tranh đến mức này, Sở Trần có thể nói là đệ nhất Trung Quốc A. Họa sĩ võ thuật, Sở Trần. Tranh của Sở Trần còn chưa kết thúc, thanh âm khen ngợi đã giống như thủy triều kéo dài không dứt. Bên cạnh đám người, Lê Nhạc Kinh nghiến răng nghiến lợi, mẹ kiếp, đây không phải là hành động báo thù của chúng ta sao? Tại sao Sở Trần lại làm náo động lớn? Kinh thiếu chớ vội. Sở Trần hiện tại đứng cao bao nhiêu, hắn sẽ ngã thảm bấy nhiêu. Một người bên cạnh hừ lạnh mở miệng nói, tôi có loại dự cảm, bức họa này của Sở Trần, trình độ tuyệt đối rất thấp, hắn đều đặt tất cả tinh lực ở khoe khoang, xem nhẹ nội dung quan trọng nhất của chính bức tranh. Ngồi bên cạnh đều là thanh niên trong giới văn nghệ phú nhị đại này, lúc này cũng đều gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Cá và bàn chân gấu, không thể có được cả hai. Bút cuối cùng của Sở Trần hạ xuống. Bút lông trong tay trực tiếp ném ra ngoài, rơi trở lại trên ống bút, thân ảnh Sở Trần nhoáng lên một cái, trở lại vị trí đứng ban đầu, phía trước anh, một bức tác phẩm đã hoàn thành giống như lá rụng lay động trong gió thu, từ từ rơi xuống, cuối cùng rơi xuống mặt bàn. Sở Trần ngẩng đầu, nhìn về phía La Khắc, Bát Tuấn Đồ, xin chỉ giáo. La Khắc cười lạnh cất bước đi lên, đồng thời, La Khắc nhìn lướt qua thời gian, Sở Trần cư nhiên chỉ cần 15 phút. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, Bát Tuấn Đồ so với hắn còn dùng ít hơn 5 phút, đến tột cùng có thể đến cấp độ nào. Bạch Mộ cũng theo sát bước chân của La Khắc, cất bước đi về phía bức tranh. Hai người cơ hồ đồng thời cúi đầu nhìn lại, đồng thời trong đầu ầm ầm chấn động. Trong nháy mắt tầm mắt chạm vào bức tranh, hai người đều có loại cảm giác bị điện giật,
linh hồn phảng phất trong nháy mật bị một cỗ lực hút khó hiểu hút vào một thế giới rộng lớn vô biên. Bụi đất tung bay, vạn con ngựa chạy đua, trong đó có 8 con tuấn mã xông lên phía trước, tư thái giống như quy cách đã định. Như một tia chớp, như đạp phá tầng mây, như roi dài xẹt qua, giống như vượt sông núi. Những gì họ nhìn thấy dường như không phải là một bức tranh, mà là một cảnh. Trên màn hình lớn của quảng trường, bức tranh này cũng được chiếu sáng. Bát tuấn đồ của Sở Trần, tuấn mã hí, phi nhanh vượt qua. Mọi người mắt lộ ra chấn động, nhìn một bức bát tuấn đồ mới tinh này. Tôi cảm thấy 8 con ngựa như thể chúng đang sống. Tôi là người ngoài nghe nhìn không ra chênh lệch giữa hai bức họa, nhưng mà, tôi cảm giác, Sở Trần vẽ ra, tuyệt không kém a. An nói cá cùng chân gấu không thể có được cả hai, Sở Trần có thể. Dưới tình huống khoe khoang như vậy còn vẽ ra một bức bát tuấn đồ tinh diệu tuyệt luân như vậy, còn có ai có thể làm được? Hạ Bắc hò hét, Trần ca tất thắng, anh rể sắp thắng rồi. Tống Thu vô cùng kích động, ánh mắt tràn ngập sùng bái. Làm sao em biết, em cư nhiên có thể phán đoán? Tống Nhan tò mò hỏi. Hắc, Tống Thu liếc nhìn một phương hướng, tuy rằng em không biết phán đoán cao thấp của một bức tranh, nhưng mà, em biết nhìn người a, mọi người nhìn bên kia, la ra kia, mỗi một người đều là chuyên gia a, hiện tại biểu tình kia của bọn họ, giống như ăn phân a, nhất định là anh rể sắp thắng rồi. Ha ha ha, tỉ thí chưa tới một giờ này, nửa chặng đường đầu bọn họ cho rằng có thể đánh anh rể, kết quả nửa sau đến bây giờ, anh rể đút từng ngụm trở về cho bọn họ. Mọi người la ra, quả thật mỗi người đều âm trầm như nước. Thân thể La Vân Dương khẽ run rẩy, không cách nào tiếp nhận, trong lòng hắn đã có phán đoán. Không, tôi không thể chịu ảnh hưởng của khoe khoang của Sở Trần. La Vân Dương hít sâu một hơi, phấn thanh tự nói, không thể phủ nhận, bức họa này của Sở Trần trình độ rất cao, nhưng bát tuấn đồ của Khắc Thúc cũng đạt tới cảnh giới xuất chúng. Kết quả cuối cùng, vẫn phải để cho bốn giám khảo quyết định. Đoàn cổ vũ Bắc Trần, Sở Trần, Sở Trần, Sở Trần, đây là tâm tư nhỏ của Hạ Bắc, lần này không gọi Sở Tổng, hết lần này đến lần khác gọi Sở Trần, lôi kéo toàn bộ khán giả. Quả nhiên, không lâu sau, toàn trường đều vang lên tiếng đồng loạt. Sở Trần, Sở Trần, từ trình độ vẽ tranh, đến kinh diễm nhập thần của song tiên nhập thần, cuối cùng đến cảm giác trùng kích linh hồn sau khi nhìn thấy thành phẩm, Sở Trần dùng một bức bát tuân đồ chinh phục quảng trường phố cổ. Mặc dù thắng thua cuối cùng còn chưa phán xét ra, nhưng giờ khắc này, Sở Trần hiển nhiên càng được lòng dân. Nếu có khán giả bình chọn, Sở Trần nhất định sẽ giành chiến thắng một cách nghiền nát. Hồ Lập Dũng đẩy Hoàng Phủ Nguyên Cảnh ngồi trên xe lăn, tứ đại giám khảo đi tới trước mặt hai bức tranh. Hai bức bát tuấn đồ, bày biện cùng một chỗ. Trung Tú Thanh cảm thán, hai bức bát tuấn đồ, đều là tác phẩm đỉnh phong a. Ánh mắt Hoàng Phủ Nguyên Cảnh rơi vào trên một bức trong đó, thật lâu sau. Hít một hơi thật sâu, đây là một may mắn lớn trong giới hội họa Trung Quốc a. Ba vị giám khảo còn lại cũng trầm mặc một chút, sau đó, toàn bộ quảng trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Tất cả mọi người đều hiểu được ý tứ những lời này của Hoàng Phủ Nguyên Cảnh. Sở Trần đột nhiên xuất hiện, đại diện cho truyền thừa của giới hội họa Trung Quốc. Đó là sự kế thừa của lịch sử văn hóa Trung Quốc. Mặc dù bốn vị giám khảo vẫn chưa chính thức công bố kết quả của cuộc thi, nhưng trong lòng mọi người đều đã có thắng bại. Bên cạnh đài cao, đôi mắt La Khắc cũng một mực nhìn chằm chằm bát tuấn đồ của Sở Trần. Rất lâu, La Khắc thu hồi ánh mắt, thân sắc ảm đạm, vẫn chậm rãi nói một câu, tôi, thua rồi. Không còn cần kết luận của bốn giám khảo nữa. La Khắc trực tiếp lựa chọn thừa nhận bát tuấn đồ của mình kém Sở Trần. Điều này thậm chí còn chấn động hơn khi ban giám khảo đích thân công bố kết quả. Bát tuấn đồ của Sở Trần không chỉ chinh phục khán giả, chinh phục ban giám khảo, cuối cùng, còn chinh phục đối thủ. Tiếng vỗ tay thật lâu không ngừng nghỉ. Mọi người La Gia, mặt như cho tàn. Bát tuấn đồ của La Khắc, là chiêu bài của La Gia. Bọn họ rất khó tưởng tượng, sau khi trận chiến hôm nay chấm dứt, La Gia sẽ chịu tổn thất bao nhiêu. Khi thần thoại của La Khắc bát tuấn đồ tan vỡ, kim thân bất bại biến mất, bát tuấn đồ của hắn, cũng sẽ không được người khác theo đuổi như vậy. Dù sao, hắn không còn là đỉnh phong của bát tuấn đồ nữa. Cứ như vậy, La Gia phải chịu tổn thất thảm trọng cỡ nào, căn bản không thể đo lường. Vân Dương, Vân Long, anh em các ngươi, lần này, thật sự làm tổn hại La Gia. Một trưởng La Gia tức giận, ngược lại càng là một trận kịch liệt phập phồng, vốn định thừa dịp cơ hội này, có thể tiến thêm một bước tuyên truyền vẽ tranh La Gia, không biết, Sở Trần vượt giới mà đến lại cho La Gia một đòn đau đớn nặng nề.
La Gia trộm gà không thành mất nắm thóc. Hai anh em La Vân Dương hai mắt nhìn nhau, cúi đầu không nói. Đột nhiên, một đạo thanh âm ở bên cạnh vang lên, Sở Trần đã thắng hai ván, điều này có nghĩa là, hôm nay hắn ít nhất đứng ở thế bất bại, càng thêm đáng sợ chính là, rất có thể hắn sẽ giành được phần thưởng trị giá hàng trăm triệu đô la. Dứt lời, hai anh em La Vân Dương đột nhiên ngẩng đầu lên, thần sắc toát ra kinh hãi, khủng hoảng. Không được, tuyệt đối không thể để cho hắn giành được phần thưởng. Ngoại trừ anh em La Vân Dương ra, Lê Nhạc Kinh cùng không ít người cũng đều hoảng hốt. Bọn họ hợp lực lấy ra phần thưởng, giá trị đắt đỏ, chồng lên nhau được xưng là phần thưởng 100 triệu nhân dân tệ, lúc ấy liền cảm thấy là mánh khóe, cùng với mồi dụ dỗ Sở Trần ứng chiến, nhưng hiện tại, Sở Trần chỉ thiếu một bước, liền giành được phần thưởng 100 triệu này. Phải làm gì đây, những phần thưởng này, thậm chí là tôi đi mượn, chỉ vì làm một tình huống, nếu thua, tỏi sẽ bị người trong nhà mắng chết. Đối với tôi, mắng một trận coi như nhẹ. Phía sau, chỉ vào A. Đám phú nhị đại này đều hoảng hốt. Để tôi phân tích, Lê Nhạc Kinh kiềm chế khủng hoảng trong lòng, lau mồ hôi lạnh trên trán, trầm giọng mở miệng nói, hiện tại chỉ còn lại cầm cùng thư pháp chưa có so đấu, kỹ năng đàn của Sở Trần chúng ta đều đã thấy qua, thật sự tuyệt không yếu A, nhưng cũng may, đối thủ hôm nay của hắn là cầm sư cấp cao nhất Bạch Gia Bạch Kỳ Thắng, tôi phỏng chừng Bạch Kỳ Thắng có thể giành chiến thắng. Về phần thư pháp, ánh mắt Lê Nhạc Kinh toát ra lo lắng nồng đậm, chậm rãi nói, thư pháp cùng tranh họa liên hệ là lớn nhất, Sở Trần vẽ tranh bản lĩnh thâm hậu như vậy. Thư pháp tuyệt đối cũng là cấp bậc đại sư, vô cùng may mắn, lần này chúng ta mời tới là Liêu Chí Hoàn đại sư, hắn ở lĩnh vực thư pháp địa vị rất quan trọng, chỉ cần Liêu đại sư toàn lực ứng phó, Sở Trần chưa chắc có thể thắng hắn, dù sao, thư pháp cũng không có, song tiên nhập thần. Cho nên nói, trận chiến kế tiếp, Lê Nhạc Kinh trầm ngâm một hồi, thần sắc ngưng trọng, Sở Trần có khả năng thắng, cũng có khả năng thua. Mọi người nhìn Lê Nhạc Kinh, vậy chính là chúng ta có thể thua, cũng có thể thắng. Mọi người một lần nữa nhìn về phía đài cao, thần sắc lo lắng. Bốn vị giám khảo đã trở lại ghế giám khảo, cuối cùng Hoàng Phủ Nguyên Cảnh tự mình công bố kết quả trận chiến thứ hai. Bát tuấn đồ của Sở Trần, càng hơn một bậc, những tràng pháo tay như sấm, toàn bộ thành phố sôi sục một lần nữa. Tống Thu lại nhảy lên, anh rể liên tiếp hạ hai thành, lại thắng một trận nữa, liền có thể thắng phần thưởng 100 triệu. Trên quảng trường không ít người cũng chú ý tới điểm này. Điều này có chút thú vị. Bạch Gia, La Gia những đại gia tộc này chỉ sợ căn bản sẽ không nghĩ tới, Sở Trần thế nhưng có thể một hơi lấy được hai trận thắng lợi, sắp mang phần thưởng 100 triệu của bọn họ đi, hiện tại phỏng chừng đều hoảng hốt một nhóm A. Sở Trần cố lên, cứ thế phát huy. Mang phần thưởng 100 triệu về nhà. Xem náo nhiệt chưa bao giờ ngại chuyện lớn. Bạch Gia, La Gia và các công ty gia tộc vì sao lại lấy ra phần thưởng 100 triệu này, tất cả mọi người trong lòng đều biết rõ. Trước khi tỷ đấu hôm nay bắt đầu, cũng không ai nghĩ đến Sở Trần sẽ có cơ hội mang phần thưởng này đi. Nhưng hiện tại, chỉ cách đó một bước. Tôi đột nhiên cảm giác, trận chiến giữa Sở Trần và Triệu Phương Tuyền mới là biểu diễn vượt giới thật sự. Sở Trần là một nhân tài mới đúng. Hôm nay đến đúng rồi, tơn lé ô ra xin lới xa cha, lai lu qua thìn xe hang phin, anh me nông rác nhìn mù bức hoa chen dài cao. Mười chiêu, nô ra giang ra, ô ai trinh là mù BDC tranh danh bài bét tuần bùa cu la khắc. Bay là tách phàm dài điền cho bét tòa bùa dinh cao moi. Đu ô y sa truy y cu van ngô y, song tiên nhập thần, tái hiện thành quả của trận chiến truyền kỳ nhân gian. Cho dù đó là giá trị riêng hoặc giá trị bộ siêu tập, đều rất cao. Liễu quản tin tưởng, cho dù là mình lập tức tăng giá gấp mấy lần, cũng có bán bức họa này đỡ eo, đương nhiên, Liễu quản không có khả năng bán bức bát tuấn đồ này. Cảm xúc của khán giả dần dần lắng xuống, ánh mắt lần lượt rơi xuống trên đài cao. Mong chờ trận kế tiếp, hai túi gấm cuối cùng đưa đến trước mặt Sở Trần. Bạch Mộ trong lòng có một cỗ khẩn trương khó hiểu, theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua Bạch Gia bên kia, thấy Bạch Kỳ Thắng vẫn khí định thần nhàn như trước, nội tâm Bạch Mộ an ổn một chút. Hắn đã không quan tâm nhiều như vậy, chỉ cầu phần thưởng 1.000 triệu không bị Sở Trần lấy đi. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chú, Sở Trần mở ra một cái túi gấm trong đó, mặt trên viết một chữ thư. Trận chiến thứ ba, thư pháp, theo thanh âm của Bạch Mộ hạ xuống, mọi người nhất thời vô cùng chờ mong. Thẻ tốt A, mang theo uy lực còn dư của tranh vẽ, lại chiến thư pháp. Không biết bản lĩnh thư pháp của Sở Trần thế nào, nếu có bạn bè đến từ Thiền Thành,
hẳn là sẽ có ấn tượng với bức chữ Sở Trần viết trong buổi lễ long trọng thành phố Kim Bãi. Phải, Hoàng Đồ Bá Nghiệp trong lúc nói cười, không thể thắng một hồi say trên nhân gian. Lúc ấy Sở Trần vung mực, kỹ kinh bốn tòa, chấn động toàn thành A. Chờ mong trình độ thư pháp của Sở Trần. Liêu Chí Hoàn là một nhà thư pháp hàng đầu đã thành danh từ lâu, năm nay 57 tuổi, người Dương Thành, cũng là phó hội trưởng Hiệp hội Thư pháp Dương Thành, trong lĩnh vực thư pháp, xuất chúng, là một vị bậc thầy thư pháp của tập hợp các nhà. Các vị trí khác nhau, danh hiệu giải thưởng, vô số. Nếu là trước trận chiến đấu trước, mọi người có lẽ sẽ cảm thấy Liêu Chí Hoàn tất thắng, nhưng mà hiện tại, tất cả mọi người đều hiểu được, đây sẽ là một hồi long tranh hổ đấu. Liêu Chí Hoàn đã đi lên đài cao, một thân trung sơn, dáng người nghiêng về phía thấp bé, ánh mắt lấp lánh hữu thần, nhìn Sở Trần, khuôn mặt mỉm cười, ta sẽ xuất ra bản lĩnh mạnh nhất của ta, hy vọng cậu cũng không giấu dốt, nếu đã vì khán giả dâng hiến một bữa tiệc tranh, như vậy cũng không thể dày bên này mỏng bên kia, lạnh nhạt thư pháp. Sở Trần thấy Liêu Chí Hoàn khuôn mặt hiền lành, tâm tình cũng sung sướng, đồng thời gật đầu, nhất định. Trương Thạch và Liêu Chí Hoàn cũng là bạn cũ. Lúc này cười mở miệng nói một câu, lão Liêu, anh phải toàn lực ứng phó, nếu không, hôm nay thật sự có nguy hiểm. Liêu Chí Hoàn cười tiêu sái đáp lại, tôi vẫn luôn kỳ vọng giới thư họa có thêm nhiều tài tuấn trẻ tuổi quật khởi, chuyến đời eo hôm nay không chỉ là đáng giá với mọi người, tôi cũng giống như vậy, may mắn có thể tận mắt chứng kiến một thanh niên tài tuấn đột nhiên xuất hiện, thư pháp của Sở Trần nếu như có thể cùng vẽ tranh xuất sắc như nhau, như vậy, hắn chính là đứng đầu thanh niên của giới thư họa hiện nay. Tôi cũng rất vui mừng khi được chứng kiến tinh hoa văn hóa Trung Quốc có thể được truyền lại tốt hơn. Thời điểm Liêu Chí Hoàn nói những lời này tựa hồ còn có ý riêng. Trên đài cao cũng không có xuất hiện tràng diện đối chọi. Điều này làm cho đông đảo phần tử trong giới văn nghệ Phú Nhị Đại vốn đã lo lắng khẩn trương không thôi, thái độ Liêu Đại Sư này, làm sao có thể thắng Sở Trần. Liêu Đại Sư sẽ không nhường chứ? Lê Nhạc Kinh thốt lên, điều này anh không cần phải lo lắng. La Vân Long bên cạnh đã phấn chấn lên, ngẩng đầu nhìn đài cao, mở miệng nói, Liêu Đại Sư nhiệt tình giúp đỡ mọi người, tính cách tùy tiện, sẽ không nói ra những lời sắc bén bá đạo gờ, với Sở Trần, nhưng mà, hắn nói sẽ toàn lực ứng phó, vậy nhất định sẽ không để lại chút sức lực gì, đây cũng là tiêu chuẩn làm người của Liêu Đại Sư. Trên ghế giám khảo, Trương Thạch bắt đầu tuyên bố quy tắc tỷ đấu thư pháp cũng giống như tranh vẽ, bất luận đề tài, bất luận nội dung, về phần thời gian, cũng không hạn chế. Thời gian một chữ, đối với hai vị mà nói, hẳn là cũng không mất bao lâu, hiện tại, tỉ thí bắt đầu. Quảng trường dần dần im lặng, lực chú ý đều rơi vào trên đài cao, đại đa số mọi người đều đang nhìn Sở Trần, chờ mong Sở Trần có thể hay không đột nhiên một chiêu vẽ công phu thư pháp. Tỉ thí thư pháp thuần túy, tựa hồ đã không cách nào thỏa mãn đám khán giả bị Sở Trần làm hư. Liêu Chí Hoàn cười tủm tỉm nhìn Sở Trần, cậu nghĩ viết cái gì chưa? Sở Trần không trực tiếp trả lời, mỉm cười hỏi ngược lại, Liêu Đại Sư thì sao? Tôi có một đề nghị. Liêu Chí Hoàn đột nhiên hứng thú, mở miệng nói, không bằng chúng ta ở hiện trường mỗi người chọn một vị bằng hữu đi ra, để cho đối phương nói ra yêu cầu của mình, chúng ta căn cứ vào yêu cầu của bọn họ mà viết một bức chữ. Vừa dứt lời, khán giả quảng trường nhất thời phấn chấn, lúc này thay cho Sở Trần đáp ưng. Được, chọn tôi, anh có thư pháp, tôi có một câu chuyện nhỏ. Trên ghế giám khảo, Trương Thạch giật mình, chợt nói, lão Liêu thật sự một chút tiện nghi cũng không muốn Sở Trần chiếm A. Nếu như hai bên tùy ý phát huy mà nói, Liêu Chí Hoàn đắm chìm trong thư pháp nhiều năm như vậy, luôn có một số quyển sách chép tay mà mình viết tốt nhất am hiểu nhất, so với Sở Trần, hắn chiếm ưu thế tuổi tác. Mà Liêu Chí Hoàn đưa ra yêu cầu ngẫu nhiên cho khán giả trong trường quay, bọn họ đến viết, cứ như vậy, hai bên đều có khả năng gặp phải đề tài mình không am hiểu. Điều này cũng khá thú vị. Hoàng Phủ Nguyên cảnh híp cười, có hứng thú. Tôi không có ý kiến. Sở Trần cũng là gật đầu, lập tức xua tay nói, Liêu Đại Sư mời. Liêu Chí Hoàn ngược lại không có nhượng bộ, lúc này gật gật đầu, đi tới bên cạnh đài cao, ánh mắt Liêu Chí Hoàn đến nơi nào, khán giả đều kích động đến giơ tay lên. Cuối cùng, Liêu Chí Hoàn chọn một cô gái đội mũ đỏ. Cô gái nhận lấy micro nhân viên đưa qua, hít sâu một hơi, xung quanh cũng im lặng. Đều rất tò mò, hơn nữa cũng chờ mong, cô gái sẽ cho Liêu Chí Hoàn một đề tài gì. Xin chào Liêu Đại Sư, hôm nay, tôi thấy một câu chuyện nhỏ, trong lòng rất cảm động. Cô gái mở miệng, một người chồng chơi game trên điện thoại di động trong phòng, người vợ đẩy cửa vào và hỏi, chồng, anh đã đọc tin tức sáng nay chưa?
Chồng không ngẩng đầu lên, thuận miệng trả lời, anh xem rồi. Người vợ hỏi lại, anh có thực sự xem không? Người chồng ngay lập tức mất kiên nhẫn, anh nói anh xem rồi là xem rồi, em làm gì à? Người vợ im lặng, nhìn chồng, cuối cùng từ từ rời khỏi phòng. Người chồng chơi một vài trò chơi, cảm thấy một chút mệt mỏi, thoát trò chơi, nhớ lại những gì vợ vừa nói, theo bản năng mở phần tin tức, nơi dễ thấy nhất, báo cáo tin tức về một chiếc xe buýt bị rơi xuống sông. Đây là xe buýt mà vợ anh ta phải ngồi tại nơi làm việc, hành khách trong xe buýt không ai sống sót, trong danh sách người chết, anh ta nhìn thấy tên của vợ mình. Người chồng lao ra như điên, nhưng, tìm khắp phòng, cũng không tìm thấy vợ. Giọng nói của cô gái mơ hồ có chút nghẹn ngào, nước mắt mơ hồ, cũng không mở miệng nói chuyện nữa, đưa micro lại cho nhân viên. Một câu chuyện nhỏ, những người khác nhau sẽ nhìn nhận dưới một góc độ khác nhau, tâm trạng khác nhau. Những người trên quảng trường thoạt nghe câu chuyện, hầu hết mọi người đều im lặng. Sau đó, có người ý không thế bình thường, chửi bời. Có người cúi đầu trầm mặc, nội tâm nghẹn đến khó chịu. Một số người cảm thấy sợ hãi trong một khoảnh khắc. Có người, Liêu Chí Hoàn cũng trầm mặc một lát, xoay người đi về phía giữa đài cao, đi tới trước bàn dài, hơn nữa cầm lấy bút. Ánh mắt Sở Trần cũng rơi vào trên người Liêu Chí Hoàn. Liêu Chí Hoàn cầm bút, hơi trầm ngâm. Liêu Chí Hoàn ngẩng đầu quan sát độ dài của bức chữ này một cái, lập tức động bút. Từng chữ, cứng cáp mạnh mẽ, như ưng chim cắt con mồi, nhanh như tia chớp, thoăn thoắt, như thác nước chảy trực tiếp chút xuống, liền một mạch. Thậm chí ngay cả ống kính chiếu cũng không kịp đưa ra, Liêu Chí Hoàn đã viết xong bức chữ này. Một bức chữ, đồng thời cũng biểu đạt ý nghĩa. Sau khi nghe xong câu chuyện này, Liêu Chí Hoàn trong lòng phảng phất như có cái gì đó ngăn cản, trong nháy mắt hạ bút. Mới giống như nước lũ tiết đề phóng thích ra. Sở Trần là người đầu tiên nhìn thấy bức chữ của Liêu Chí Hoàn. 10 năm tu được cùng thuyền độ, 100 năm tu được cùng gối ngủ. Ánh mắt Sở Trần toát ra chấn động, vạn tự như vậy, có loại va chạm bắt nguồn từ linh hồn. Từng nét, chứa đầy thâm tinh. Một cậu nói mà nhà nào cũng biết, giờ phút này dưới ngòi bút của Liêu Chí Hoàn bày ra. Cảm xúc biểu đạt ra trong lời nói cảm nhận vô cùng nhuần nhuyễn. Hiệu lực Liêu Chí Hoàn đỉnh cấp bậc thầy, tất cả đều hiển lộ không sót một chút nào. Trên màn hình lớn cũng chiếu ra bức chữ này. 10 năm tu được cùng thuyền độ, chảm nảm tu được chung gối ngủ. Quảng trường rộng lớn như vậy, một bầu không khí khó hiểu đột nhiên dâng lên, rất nhiều người theo bản năng nắm lấy tay người bên cạnh. Trân trọng những ngòi luôn ở bên bạn, hoặc người luôn muốn ở bên bạn. Một câu chuyện nhỏ, một bức chữ của bậc thầy, quả nhiên là mị lực vô hạn, quá chấn động. Tôi không biết anh, tại sao anh lại nắm tay tôi, đồ lưu manh. Trên ghế giám khảo, 4 vị giám khảo lúc này cũng liên tục gật đầu. Trung Tú Thanh khóe mắt càng có chút ướt át, kỳ thật, càng là người lớn tuổi như chúng ta, càng không thể đọc được những văn tự này, nghe không được những câu chuyện này. Lão Liêu quả thật công lực thâm hậu, trước tiên vươn lên dẫn đầu, kế tiếp, liền xem Sở Trần. Trương Thạch nói, ước chừng 10 phút sau. Mọi người dần dần từ trong thư pháp Liêu Chí Hoàn mang đến ý cảnh đều phục hồi tinh thần lại, lần nữa liên thanh cảm thán Liêu Chí Hoàn thư pháp công lực cường dại, sau đó ánh mắt đều nhao nhao hướng về Sở Trần. Liêu Chí Hoàn quả thật phát huy ra tiêu chuẩn đỉnh phong, như vậy, kế tiếp, Sở Trần ứng phó như thế nào? Trong giới văn nghệ đời thứ hai, Lê Nhạc Kinh lúc này thở phào nhẹ nhõm, với tiêu chuẩn bức chữ của Liêu Đại Sư này, Sở Trần muốn thắng Liêu Đại Sư, khó như lên trời. Khuôn mặt La Vân Long cũng nổi lên một nụ cười, thật không hổ là Liêu Đại Sư. Trong lòng bọn họ đều tạm thời buông xuống một tảng đá lớn. Bên kia, Tống Tà Dương nắm tay Tô Nguyệt Nhàn, một câu 10 nảm tu được cùng thuyền, chảm nảm tu đến chung gối ngủ của Liêu Đại Sư, thật sự viết đến trái tim tôi, nói thật, đây là thư pháp tôi từng thấy qua, cảm xúc lớn nhất, cá nhân cho rằng viết một bức tốt nhất. Những lời này, ngay cả Tống Lão Gia Tử cũng không có phản đối. Liêu Đại Sư, quả thật quá cường đại. Kế tiếp, nhìn Sở Trần. Mọi người dần dần an tĩnh lại, Sở Trần cũng đi tới bên cạnh đài cao, nhất thời, lại là vô số người tranh nhau giơ tay lên, hy vọng được Sở Trần lựa chọn. Vừa rồi Liêu Đại Sư chọn một cô gái, vậy tôi liền chọn một chàng trai đi. Sở Trần cười cười, ánh mắt nhìn về phía một chàng trai đeo kính, chàng trai lởn lên bình thường không có gì lạ, thân hình hơi gầy, lúc xác nhận Sở Trần chọn hắn. Thân thế chàng trai cư nhiên là run rẩy một chút, sau đó tiếp nhận micro do nhân viên công tác đưa tới. Xin chào Sở sư phụ, giọng nói của chàng trai lúc đầu có chút kích động phát run,
vừa rồi nghe cô gái kể câu chuyện nhỏ kia, tôi tin rằng tất cả mọi người đều rất cảm động, vừa vặn, tôi cũng từng đọc qua một câu chuyện nhỏ. Mọi người yên lặng nghe, loại tỉ thí thư pháp khác lạ này, làm cho người ta cảm giác rất chờ mong. Giọng nam sinh bình tĩnh lại còn rất dễ nghe, chàng trai cùng cô gái chia tay hai nắm, hai bên mọi thông tin liên lạc như số điện thoại, WeChat, QQ vân vân, chưa từng quấy rầy nữa. Tuy nhiên, điều đầu tiên chàng trai làm mỗi ngày sau giờ làm việc là mở Weibo của cô gái theo phản xạ có điều kiện, xem tâm trạng của cô gái mỗi ngày. Cô gái đôi khi hạnh phúc, đôi khi chán nản, đôi khi buồn, chàng trai vẫn âm thầm theo dõi, thậm chí, để không cho cô gái biết, mỗi lần anh ta đều xóa dấu vết duyệt web của mình. Đột nhiên một ngày, Weibo của cô gái được cập nhật một lần nữa, một câu đơn giản, tỏi sắp kết hôn rồi, tôi không đợi nữa, tôi cũng không cập nhật. Câu chuyện nhỏ của chàng trai đã kết thúc, đó là một cảm xúc hoàn toàn khác với những gì cô gái đã đề cập trước đó. Đều giống nhau có thể chạm vào lòng người. Đỡ từng có người làm thí nghiệm, trong 10 người, ít nhất có 8 người, đều có một người đã từng yêu nhưng sau này không còn liên lạc. Có hai, chọn im lặng, chàng trai tháo mắt kính ra, nước mắt làm cho kính mở đi, tôi và cô ấy cũng chia tay một nắm, tôi cũng đã từng làm như vậy. Không ai chê cười lời chàng trai nói. Mỗi người đều mang theo cảm ngộ của mình đối với câu chuyện nhỏ này, yên lặng nhìn chăm chú vào Sở Trần. Chờ đợi, Sở Trần đáp lại. Sở Trần trầm ngâm một hồi, ánh mắt nhìn về một hướng. Tống gia, Tống Nhan. Ngược lại, anh là người may mắn. Sở Trần đi tới trước mặt bàn dài, cầm lấy bút lông. Lần này, anh không có kỹ năng gì, cũng không có công phu thư pháp như mọi người chờ mong, trực tiếp viết. Bút phong du hành trên giấy tuyên thành, tràn đầy mùi mực, phảng phất đang thẩm thấu một loại cảm xúc xúc động linh hồn nào đó. Liêu Chí Hoàn cũng đi tới bên cạnh Sở Trần, nhìn Sở Trần viết một bức chữ, này, hoa nớ có thế bẻ, chó, đợi hết hoa mới bẻ cành. Cũng là một câu nói thẳng thắn hời hợt, bằng 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 chuyện vừa hoàn thành một. Hai, ba, bốn. Bằng 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 có thể nói, mỗi một người trên quảng trường đều đối với những lời này cũng không xa lạ, nhưng mà, giống như câu chàm nảm tu đến chung gối ngựa của Liêu đại sư lúc trước, dưới tiền đề của câu chuyện nhỏ, những lời này có vẻ hết sức xúc động lòng người. Nếu bạn thích, hãy theo đuổi. Cô ấy có thể dừng lại, nhưng cô ấy sẽ không chờ đợi bạn mãi mãi. Sở Trần tuy rằng không có biểu hiện ra công phu thư pháp, nhưng mà, bức chữ này, lại phảng phất như thần trưởng Như Lai, mở ra hai mạch. Tôi quyết định, đi thổ lộ với cô ấy, tôi bất chấp chồng cô ấy có đồng ý hay không. Cả hai bức thư pháp đều được gửi đến 4 giám khảo. Lần này, thắng bại khó lường, cũng giống như khán giả trên quảng trường, có người thích 10 năm tu cùng thuyền, chạm năm tu đến cùng gối ngủ. Cũng có người thích, hoa nỏ, có thể bẻ, chớ đợi hết hoa mới bẻ cành. Trên đài cao, Liêu Chí Hoàn không keo kiệt lời khen ngợi Minh, tựa hồ không thèm để ý thắng thua cuối cùng, giơ ngón tay cái lên với Sở Trần, Sở Trần, thật lợi hại a. Sở Trần khiêm tốn cười, thư pháp của Liêu Đại Sư mới là thật sự xuất thần nhập hóa. Liêu Chí Hoàn cười ha ha, càng nhìn Sở Trần càng cảm thấy thuận mắt, thậm chí mọi y Sở Trần sau khi trận đấu kết thúc cùng nhau ăn cơm, Sở Trần đáp ứng ngay tại chỗ. Đây là một trận so đấu hoàn toàn không có mùi thuốc súng, nhưng khán giả trên quảng trường không cảm thấy nhàm chán chút nào. Hai câu chuyện nhỏ làm nổi bật hai bức tranh chữ, đều đánh thẳng vào linh hồn, so với cơn bão cuồng phong khi đấu họa, rung động lòng người. Như vậy, tỉ thí thư pháp, chính là ấm áp như nước, thẩm thấu linh hồn. Ánh mắt mọi người hướng về phía ban giám khảo. 4 giám khảo dường như cũng có sự khác biệt, không có ý kiến thống nhất. Tư Đồ Tĩnh kinh ngạc, chị Đào. Sở Trần của chị có thể làm được điều này, kỳ thật hắn đã thắng rồi. Giang Ánh Đào gật gật đầu, sau đó phục hồi tinh thần lại, đen mặt, Sở Trần của tỏi cái gì? Tư Đồ Tĩnh cười hắc hắc, chị không thấy chữ Sở Trần viết sao? Hoa nở có thế bẻ, chớ đợi hết hoa mới bẻ cành. Chị Đào nếu thích Sở Trần, vậy thì bắt lấy hắn, lấy điều kiện của chị Đào, vậy còn không phải dễ như trở bàn tay. Cút, giới văn nghệ thế hệ thứ hai lại bắt đầu khẩn trương. Hai bức tranh chữ, thật sự không phân cao thấp, quyết định thắng bại cuối cùng, rơi vào trên người 4 vị giám khảo. Không phân cao thấp mà nói, vì chiếu cố thể diện của Liêu Đại Sư, dù sao cũng nên để Liêu Đại Sư thắng. La Vân Long lẩm bẩm mở miệng, hơn nữa, Trương Thạch còn là bạn tốt nhiều năm của Liêu Đại Sư, ít nhiều sẽ có chút nghiêng về tình cảm.
Tất cả mọi người đang chờ đợi kết quả cuối cùng. 5 phút sau, Trương Thạch đứng lên, mở micro ra, các vị, xin hãy im lặng một chút. Ánh mắt đều tập trung vào ghế giám khảo. Không thể nghi ngờ, đối với giới thư họa mà nói, hôm nay quả thực chính là siêu cấp thịnh yến 50 cũng khó gặp, bất luận là đấu họa, hay là thư pháp, đều để lại cho tôi ấn tượng không thể xóa nhòa, tôi tin tưởng mọi người cũng vậy. Trương Thạch nói, về phần hai bức thư pháp này của Liêu Chí Hoàn và Sở Trần, giữa bốn giám khảo chúng tôi quả thật cũng xuất hiện bất đồng ý kiến, trùng hợp chính là, bốn người chúng tôi, vừa vặn có hai người cho rằng Sở Trần hơn một bậc, cũng có hai người cho rằng Liêu Chí Hoàn trình độ cao hơn, cho nên, tôi tuyên bố, trận đấu này, hòa. Mọi người giật mình, rất nhanh, tiếng vỗ tay vang lên. Kết quả này, đại đa số mọi người đều có thể chấp nhận được. Dù sao, trong cuộc đọ sức giữa Sở Trần và Liêu Chí Hoàn, hai người đều thể hiện ra bản lĩnh thư pháp cường đại, hai bức thư pháp, đều kinh diễm toàn trường. 10 năm tu được cùng thuyền độ, chảm năm tu được ngủ chung gối. Hoa nở có thể bẻ, chớ đợi hoa tàn mới bẻ cành. Hai bức tranh chữ, ở trong mắt mọi người, cán sức ngang tài. Bốn vị giám khảo, tỷ lệ ủng hộ của hai bên vừa vặn giống nhau, điều này cũng phản ánh suy nghĩ trong lòng khán giả quảng trường. Sở Trần và Liêu Chí Hoàn, chiến thành thế hòa, cầm kỳ thư họa, Sở Trần hôm nay cư nhiên một hồi còn chưa bại. Đã đến một trận tỷ đấu cuối cùng, màn biểu diễn vượt giới hôm nay của Sở Trần có thể nói là hoàn mỹ. Đây là màn trình diễn thư pháp hoàn hảo nhất mà tôi từng thấy. Giới trẻ trong giới văn nghệ thế hệ thứ hai cũng thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ tuy rằng càng thêm hy vọng Liêu Chí Hoàn có thể đánh bại Sở Trần, thế nhưng, có thể nhìn thấy tin tức hòa, đã rất hài lòng. Dù sao, trước trận tỷ thí này, bọn họ lo lắng nhất chính là Liêu Chí Hoàn và Sở Trần chiến đấu, mà trong quá trình chiến đấu, giữa hai người càng không có mùi thuốc súng, trước khi giám khảo công bố kết quả cuối cùng, bất kỳ một kết quả nào đều có thể tiếp nhận, ngoại trừ giới văn nghệ phú nhị đại. Hòa, không tốt cũng không xấu, ít nhất cũng không làm cho Sở Trần tiếp tục thắng. Tiếng vỗ tay vang vọng không ngừng. Ván đấu hôm nay, toàn thành chú ý, ngay từ đầu so cờ, Kỳ Vương Thiên Nam nhận thua khiến tất cả mọi người đều choáng váng, nhưng tiếp theo biểu diễn họa cùng thư pháp, làm cho người ta hò to đặc sắc. Sở Trần mang đến cho chúng ta một bữa tiệc vượt giới. Trước kia tôi không tin có văn võ song toàn, trạng nguyên tài, hiện tại tôi tin, chính là Sở Trần trạng nguyên, bốn chữ, này hình dung quá chuẩn xác, Sở Trần nếu sống ở cổ đại, hắn nhất định là trạng nguyên chi tài. Trận cuối cùng, có sự phấn khích, có kỳ vọng, cũng có không ít. Trên quảng trường, rất nhiều người đều là lần đầu tiên cảm nhận được sức hấp dẫn của cầm kỳ thư họa thật sự. Đây là tinh hoa văn hóa của Trung Quốc chúng ta. Dựa theo từng đợt tiếng hoan hô như đào núi lấp biển, Bạch Kỳ thắng lên sân khấu. Cầm sư cấp cao nhất của Bạch gia, như những cái tên khác không cần nhắc tới cũng có thể nghĩ đến, ở lĩnh vực đàn, Bạch Kỳ thắng chính là vương giả. Bạch Kỳ thắng cuối cùng cũng sắp ra sân rồi. Ánh mắt Trung Tú Thanh sáng ngời, không chớp mắt nhìn Bạch Kỳ thắng, chậm rãi nói, trước khi trận văn đấu này bắt đầu, tôi là đến vì Bạch Kỳ thắng, Bạch Kỳ thắng đã bao lâu không đấu đàn với người khác rồi. Ánh mắt nhìn Trung Tú Thanh, nhìn Bạch Kỳ thắng thậm chí có loại cảm giác nhìn người hâm mộ. Trận cuối cùng, Sở Trần sẽ không cho chúng ta một kinh hỉ chứ. Hồ Lập Dũng nhìn không được chờ mong, tôi e là không dễ dàng. Trung Tú Thanh phân tích. Tài đánh cờ của Sở Trần, thông qua việc Kỳ Vương Thuyên Nam đào cư nhận thua có thể thấy được, mà thư pháp, tranh vẽ của hắn, đều là tiêu chuẩn xuất chúng, đừng nói là thế hệ trẻ, cho dù là thế hệ chúng ta, cũng rất khó nói tác phẩm vẽ ra tuyệt đối vượt qua Sở Trần, nhưng đàn không giống nhau, nhất là đấu đàn không phân biệt được trước sau, hai bên cùng nhau đánh đàn, so đấu kỹ năng. Kỹ năng của Bạch Kỳ thắng, tham khảo một trận văn đấu thịnh hội 5 năm trước, có thể tưởng tượng được. Đàn không giống nhau, Trung Tú Thanh nói ra những lời này, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Trong lòng cô, quả thật cũng tồn tại một loại quan niệm như vậy. Cầm kỳ thư họa, cầm xếp thứ nhất, người tinh thông thư pháp và tranh vẽ, thậm chí là người có tài đánh cờ, chưa chắc có thể tinh thông kỹ năng đàn. Mỏ mắt mong chờ a, Hoàng Phủ Nguyên Cảnh mở miệng, hai thắng một hòa, trận chiến cuối cùng, Sở Trần coi như là thua, hôm nay hắn cũng là người thắng. Trương Thạch nói. Bạch Mộ đi tới bên cạnh Bạch Kỳ Thắng. Giao cho ta, Bạch Kỳ Thắng mặc trường bào màu tím tiêu sái, gió thổi lên, trường bào khẽ đong đưa, có vài phần khí tức xuất trần. Phía sau Bạch Kỳ Thắng, hai đệ tử khiêng đàn đi theo.
Bạch Mộ cảm nhận được sự tự tin mãnh liệt tất thắng được phóng thích trên người Bạch Kỳ Thắng, lúc này cũng là trong lòng ổn định lại, đứng thẳng người, ánh mắt dừng trên đàn cổ hai đệ tử khiêng tới, ánh mắt sáng ngời, lập tức mở micro, quyết đoán mở miệng nói, trận so đấu cuối cùng về kỹ năng đàn sắp bắt đầu, chúng ta trước tiên nhìn Bạch Kỳ Thắng, đàn của Bạch Kỳ Thắng đã mang lên, cây đàn này có lai lịch rất lớn, chất liệu chế tạo đặc thù mà thành, mỗi một sợi dây đàn đều tỉ mỉ mài giũa, rèn cấp bậc đại sư. Giá trị của nó, Bạch Mộ dừng một chút, phải nói, không thể đánh giá, nó là bảo vật vô giá, nó là bảo vật của Bạch gia, nó là tuyệt thế thần binh trong tay Bạch Kỳ Thắng, cây đàn này có tiếng, gọi là, đàn tướng quân. Ngụ ý, nó là chiến thần tướng quân bất khả chiến bại trên chiến trường. Trải qua lời giới thiệu của Bạch Mộ, đàn tướng quân cũng thông qua hình chiếu hiện trên màn hình lớn. Mọi người liên tục phát ra âm thanh kinh hô, trận cuối cùng quả nhiên là trọng điểm, đàn tướng quân đều xuất ra. Đấu đàn còn chưa chính thức bắt đầu, Bạch Kỳ Thắng đã xuất thần binh của mình ra rồi. Không biết đàn của Sở Trần, có thể hay không cũng có lai lượng lớn. Liễu gia, con người Liễu Thiên Thiên nhìn chằm chằm đàn tướng quân trên màn hình lớn, đột nhiên quay đầu nhìn Liễu Mạn Mạn, chị, hôm nay chị cho Sở Trần mượn đàn sao? Liễu Mạn Mạn lắc đầu, anh ta không hỏi. Liễu Thiên Thiên kích động, thần sắc có chút lo lắng, hắn không hỏi, chị không phải có thể chủ động cho sao? Chị xem Bạch gia đều lấy ra trấn chi bảo, hai đại tuyệt thế cao thủ so đấu, binh khí cũng đóng vai trò rất quan trọng. Liễu Mạn Mạn liếc cô một cái, không phải em coi trọng Sở Trần chứ? Phi, em đánh giá cao kỹ năng đàn của hắn. Liễu Thiên Thiên nói, sau khi biết Liễu Mạn Mạn không cho Sở Trần mượn đàn, chỉ có thể không thể làm gì được đưa ánh mắt một lần nữa nhìn về phía đài cao. Có lẽ, Sở Trần có đàn tốt hơn. Bạch Kỳ Thắng lấy ra đàn tướng quân. Quả thật khiến cho hắn còn chưa bắt đầu đã chiếm ưu thế rất lớn. Liễu quản thần sắc nghiêm túc, ông hiển nhiên đã kiến thức qua uy lực của đàn tướng quân. Trên ghế giám khảo, đàn tướng quân, ánh mắt Trung Tú Thanh đồng dạng phát sáng, đây là niềm vui bất ngờ a, hôm nay tới quá đúng rồi. Mấy người còn lại ánh mắt đều mang theo chờ mong, đàn của Sở Trần đâu? Ánh mắt mọi người nhìn về phía Sở Trần, bao gồm Bạch Mộ, mà Bạch Mộ trực tiếp hỏi ra tiếng. Sở Trần ghé mắt nhìn về phía Tống gia, Nam Cung Quân mỉm cười, trong lúc lật tay, sáo trúc trong xanh biếc xuất hiện trong lòng bàn tay trắng nõn như ngọc, sáo trúc vừa chuyển, trong lúc búng tay, bay tới đài cao, một trận thanh âm kinh hô vang lên. Bọn họ phảng phất nhìn thấy một đạo lưu quang màu xanh biếc xông về phía đài cao. Thân thể Sở Trần nhảy lên, đưa tay tiếp lấy cây sáo trúc, cảm thụ được một ít khí tức ấm áp nhẹ nhàng truyền đến từ sáo trúc, tiêu sái cười, tôi liền dùng nó. Trên quảng trường, đông đảo ánh mắt đều tập trung trên người Sở Trần, nhìn cây sáo trúc trong tay Sở Trần. Bạch gia lấy ra bảo vật trấn, tuyệt thế thần binh đàn tướng quân, mà Sở Trần, dĩ nhiên dùng một cây sáo trúc để ứng đối. Khán giả đều vô cùng ngạc nhiên, từ góc độ đấu đàn, dùng âm thanh sáo trúc để đối phó với đàn của tướng quân, vậy cùng lấy trứng chọi đá có gì khác nhau? Trung Tú Thanh nhướng mày, đây quả thực chính là hồ đồ a, dùng sáo trúc nghênh chiến đàn tướng quân, tư thái nhẹ nhàng như vậy. Quả thực chính là sỉ nhục đối với đàn. Lời cũng không thể nói quá mức tuyệt đối. Hoàng Phủ Nguyên Cảnh nói, sáo trúc cũng thuộc loại đấu đàn, chỉ cần Sở Trần thích, hắn dùng bất luận nhạc khí nào cũng có thể, lại nói sỉ nhục gì. Có lẽ, Sở Trần am hiểu nhất, vừa vặn là tiếng sáo. Trung Tú Thanh không nói tiếp. Dù sao, Hoàng Phủ Nguyên Cảnh vai vế so với cô cao hơn, chẳng qua, ở trong mắt Trung Tú Thanh, Sở Trần chắc chắn thua. Kết quả của dùng sáo trúc để sỉ nhục đàn tướng quân cầm, đó chính là bị đàn tướng quân hung hăng đánh bại. Sở Trần lần này, đúng là làm cho người ta bất ngờ. Hồ Lập Dũng nói, nhưng, căn cứ vào biểu hiện của Sở Trần trong tranh vẽ và thư pháp, tôi tạm thời không kết luận. Trương Thạch gật gật đầu, thậm chí mang theo vài phần điệu điệu đùa giỡn nói, nếu như Sở Trần dùng sáo trúc phá đàn tướng quân, như vậy, đây làm sao không phải là một câu chuyện lý thú. Trung Tú Thanh khàn khàn bật cười, đùa gì thế, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Tôi là người chân thật nói lời thẳng thắn, nếu thật sự là đàn tướng quân đối với sáo trúc, căn bản không cần Bạch Kỳ Thắng ra tay, Bạch gia có tiểu bối tên là Bạch Mộ, chính là người đứng ở đài cao kia, hắn hoàn toàn có thể đánh bại Sở Trần. Điểm này, Trung Tú Thanh rất chắc chắn, tự tin ánh mắt của mình, không thể sai được. Trên đài cao, lông mày Bạch Mộ cũng nhấc lên, lập tức cười nhạo nói. Vừa rồi tôi đã giới thiệu cho bạn bè khán giả về đàn tướng quân, về phần sáo trúc của Sở Trần, thứ cho tôi mắt phụng về, nhìn không ra cây sáo trúc này có chỗ đặc biệt gì,
không bằng mời Sở Trần tự mình giới thiệu đi. Thanh âm của Bạch Mộ truyền khắp toàn trường. Tống Thu cau mày, giận dữ nói, hắn có ý gì? Cố ý muốn sỉ nhục anh rể. Hạ Bắc cũng không vui, anh Trần thích dùng cái gì thì dùng cái đó, hắn dựa vào cái gì mà xem thường. Đông đảo ánh mắt nhìn về phía cây sáo trúc trong tay Sử Trần. Bản thân sáo trúc xanh biếc trong suốt, tự nhiên mà thành, chiều dài gần 1 mét, lúc này, ngón tay Sở Trần di chuyển, sáo trúc xoay tròn giữa 5 ngón tay của Sở Trần, lộ ra vài phần khí tức linh động. Cây sáo trúc này cũng có tên, tên là sáo nữ thần, do sư phụ của tôi, nữ thần võ thuật cổ Trung Quốc Nam Cung Quân trải qua 1 giờ khổ cực rèn mà thành, lấy từ bên bờ Tống Hồ cảnh tuyệt đẹp, trong trăm chọn một, nó sẽ là gia bảo của nhà tôi sau này, vô giá. Vừa dứt lời, không ít người ở đây nhìn không được nở nụ cười. Nói một cách dễ hiểu, đây là cây sáo trúc mà sư phụ tôi đã chặt bên hồ và làm nó trong 1 giờ. Tôi đồng ý với cách nói của Sở Trần, thần tiên tỷ tỷ tự tay làm ra cây sáo, tuyệt đối vô giá. Mong chờ sự va chạm giữa sáo nữ thần và đàn tướng quân. Vốn tôi không coi trọng Sở Trần, nhưng thần tiên tỷ tỷ ra tay, Sở Trần tất thắng. Sở Trần lại một lần nữa cảm nhận được địa vị của thần tiên tỷ tỷ trong lòng dân chúng. Bạch Mộ trầm mặt, không mở miệng nữa, mà là trực tiếp lui sang một bên. Sáo nữ thần va chạm đàn tướng quân, Bạch Mộ dùng ngón chân cũng có thể nghĩ đến kết quả. Bạch Kỳ Thắng ngồi ở trước mặt đàn tướng quân, nhìn Sở Trần, phong độ nhẹ nhàng, mời. Sở Trần cũng xua tay, Bạch Tiên Sinh mời. Hai tay Bạch Kỳ Thắng nhẹ nhàng rơi vào trên dây đàn. Toàn trường nhất thời an tĩnh lại. Mặc dù Sở Trần giới thiệu sáo nữ thần, mang theo vài phần trêu chọc, thế nhưng, mọi người cũng cảm nhận được sự tự tin giữa hai hàng lông mày Sở Trần. Sở Trần vẽ tranh cùng thư pháp đã cho bọn họ ngạc nhiên cực lớn, đa số mọi người đều tin tưởng, kỹ năng đàn của Sở Trần, tuyệt đối không kém. Mọi người lặng lẽ nhìn chăm chú. Hai tay Bạch Kỳ Thắng dừng trên dây đàn, cảm nhận được năng lượng tràn ngập do đàn tướng quân bộc phát, Bạch Kỳ Thắng có loại cảm giác nhiệt huyết đã lâu không gặp. Bắt đầu đi. Bạch Kỳ Thắng nhìn Sở Trần, làm tiền bối, hắn tự nhiên có phong độ tiền bối, để cho Sở Trần ra tay trước. Sở Trần tung sáo nữ thần trong tay lên, nhẹ nhàng rơi xuống bên môi. Chớp nhoáng thổi, cùng với tiếng sáo du dương, giống như núi cao nước chảy, quanh quẩn bên tai. Đây là bài hát gì? Có đại thần phổ biến một chút hay không? Cảm giác không có gì đặc biệt xem ra kỹ năng đàn của Sở Trần thật sự chỉ có thể nói là bình thường. Bạch Mộ nhìn chằm chằm Sở Trần, cười lạnh. Hắn kiêng kỵ duy nhất, chính là đàn cổ của Sở Trần. Sở Trần dĩ nhiên tự mình vứt bỏ đại sát khí, lựa chọn cái gọi là sáo nữ thần, đây không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Leng keng, ngay khi mọi người chậm rãi đắm chìm trong tiếng sáo, một tiếng sắc bén như sắt thép va chạm chấn động. Bạch Kỳ Thắng bắt đầu. Đàn tướng quân, sinh ra vì chiến trường. Bạch Kỳ Thắng đánh đàn, tự nhiên là một bài chiến khúc. Không có tiếng chiêng trống huyên náo, cũng không có tiếng gào thét chém giết chấn thiên. 10 ngón tay lượn lờ, trong lúc nhảy lên, khi thì ngắn ngủi, khi thì dồn dập, khi thì, Bạch Kỳ Thắng cũng khoe kỹ năng. Gió lớn thổi lên, áo bào tím đong đưa, 10 ngón tay khống chế dây đàn, giống như tướng quân trên chiến trường, chỉ huy đại quân, xông pha chiến đấu. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Bạch Kỳ Thắng. Đàn tướng quân, tấu khúc quân hành. Đây chính là thực lực của cầm sư cấp cao nhất Bạch gia. Xem ra, không chỉ Sở Trần biết khoe kỹ năng, trên đàn, Bạch Kỳ Thắng cũng biết khoe kỹ năng. Đẹp trai quá, quá đẹp trai. Tôi cũng sẽ học đánh đàn. Bộ não nói, được, hai tay nói, bạn muốn làm gì? Nhắc lại lần nữa, Liễu Thiên Thiên nghiêm túc nhìn chăm chú, thoạt nhìn khoe kỹ năng, nhưng không biết vì cái gì, cảm giác so sánh cùng thủ pháp của Sở Trần, kém một chút gì đó. Liễu Mạn Mạn liếc cô một cái, không lên tiếng, lúc này Bạch Kỳ Thắng bày ra kỹ năng đàn, hiển nhiên so với khúc Sở Trần đàn tấu đêm đó càng thêm cường đại hơn. Nhưng, Liễu Thiên Thiên nhắc tới như vậy, Liễu Mạn Mạn theo bản năng dụng tâm cảm nhận một chút, cuối cùng cũng cảm giác có chút kỳ quái. Chỗ nào không thích hợp, Liễu Mạn Mạn nghi hoặc, tiếng đàn của Bạch Kỳ Thắng cơ hồ muốn hoàn toàn đè tiếng sáo của Sở Trần, nếu không nghiêm túc nghe, căn bản đã không nghe thấy tiếng sáo, hơn nữa. Toàn bộ khán giả đều bị tiếng đàn của Bạch Kỳ Thắng chấn động, giờ phút này phản ứng rất mãnh liệt, thậm chí theo tiếng đàn cao thấp phập phồng, phát ra tiếng hoan hô, kích động vô cùng. Trận so tài này, Sở Trần hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Trên ghế giám khảo, ánh mắt của 4 giám khảo lớn cũng rung động không kém,
tuy nhiên, điểm chấn động của họ không giống như khán giả. Thật lâu sau, Hoàng Phủ Nguyên Cảnh quay đầu nhìn về phía Trung Tú Thanh, đánh giá một chút. Trung Tú Thanh khuôn mặt rất nhỏ biến ảo vài cái, một lúc lâu sau, mở miệng nói, nhìn lại một chút, có lẽ, đây chỉ là khúc dạo đầu, Bạch Kỳ Thắng chưa thực sự phát lực. Bên cạnh, Trương Thạch cảm thán, nếu như đàn tướng quân chỉ có như vậy uy lực, vậy thì thật sự là có chút chỉ có hư danh rồi. Tôi trực tiếp nghe qua Bạch Kỳ Thắng đánh đàn, không đến mức như vậy, Hồ Lập Dũng ánh mắt rơi vào bên cạnh đài cao, lẳng lặng đứng sừng sững, phảng phất đã không có bất luận nhân vật nào cảm đạo thân ảnh kia, ngón tay của hắn nhẹ nhàng chậm chạp nhảy lên, tiếng sáo như tiếng nước chảy. Trong đầu Hồ Lập Dũng theo bản năng hiện lên một câu nói, theo gió lặn vào ban đêm, vật nhỏ không tiếng động. Chiến khúc tướng quân hùng tráng, xung phong hãm kiên, đang bị tiếng sáo lặng lẽ ảnh hưởng. Đây là lý do tại sao bốn giám khảo đặt câu hỏi về Bạch Kỳ Thắng. Đàn tướng quân, Bạch Kỳ Thắng, đây vốn là thần kiếm truyền kỳ, có thể bộc phát ra uy lực không gì sánh bằng, nhưng kết quả, không được như ý muốn. Tôi biết chỗ nào không thích hợp rồi. Liễu Mạn Mạn đột nhiên khẽ hô lên tiếng, nhìn chằm chằm thân hình thẳng tắp trên đài cao, thon dài 10 ngón tay dễ nhìn thấy khiến Liễu Thiên Thiên ghen tị. Tiếng sáo của Sở Trần ảnh hưởng đến khúc quân hành của đàn tướng quân. Bạch Kỳ Thắng lúc này đàn tấu một khúc tên là Thập Quốc Chiến Ca, là một bài hát chiến đấu có tính công kích cực mạnh, đàn tấu ra là hình ảnh chém giết trên chiến trường, nhưng hiện tại Bạch Kỳ Thắng hiện ra, khí thế quả thật hào hùng mạnh mẽ, thế nhưng, thiếu sát khí. Sát khí của khúc quân hành bị tiêu diệt rồi, cho nên, tất cả mọi người đều cảm nhận được khúc nhạc này cao điểm phập phồng, cùng nhau hoan hô, nếu như thật sự kèm theo sát khí mà nói, Thập Quốc Chiến Ca thật sự phối hợp với đàn tướng quân, có thể kéo tất cả mọi người vào chiến trường chém giết, so với hoan hô, càng nhiều người sẽ là hoảng sợ, chấn động, sau đó lại phát ra nhiệt huyết, nhưng mà tất cả đều bị tiếng sáo của Sở Trần che giấu. Liễu Mạn Mạn vừa nói xong, Liễu Thiên Thiên nhất thời hiểu ra, nhìn Sở Trần, không thể không nói, bộ dạng Sở Trần thổi sáo trúc, thực sự đẹp trai. Trong đám người, họ Tư Đồ Tĩnh cảm thán, chị Đào, lần này Sở Trần thua a. Giang Ánh Đào mỉm cười, ngược lại chưa chắc. Trên đài cao, Bách Mộ Thần sắc không được tốt, nhìn chằm chằm Bạch Kỳ Thắng, nội tâm vô cùng khẩn trương, càng thêm nghi hoặc. Một khúc này, mất hết tiêu chuẩn, tại sao có thể như vậy? Đàn tướng quân trước, Bạch Kỳ Thắng lúc này khuôn mặt ngưng trọng đến cực hạn, tiếng sáo của Sở Trần vừa vang lên, hắn như lâm đại địch. Tiếng sáo thần kỳ, trấn áp đàn của hắn thanh âm, hắn dốc hết toàn lực, đều không thể thoát khỏi cái ràng buộc này, tiếp tục như vậy, hắn thua trận tỉ thí là chuyện sớm hay muộn. Bạch Kỳ Thắng hít sâu một hơi, tăng tốc độ gảy đàn. Tống gia, anh rể thổi bài hát này, thật quen thuộc. Tống Thu theo bản năng mở miệng, tôi dường như đã nghe qua ở đâu rồi. Con người Tống Nhan lướt qua nóng rực, nhìn Sở Trần. Trang viên Tống gia, đêm hôm đó vang lên khúc ca thần bí, thật sự là từ Sở Trần màn đêm buông xuống, toàn bộ người của Tống gia đều ngủ rất an ổn, đều bởi vì một khúc ca thần bí. Đây gọi là an hồn khúc. Nam Cung Quân mở miệng nói, kỳ thật, cầm kỳ thư họa, Trần Trần mạnh nhất, vẫn là đàn. Bởi vì sư phụ của Sở Trần, không chỉ có một người. An hồn khúc, là cô truyền thụ cho Sở Trần, so với khúc nhạc tầm thường, khúc nhạc cô truyền thụ cho Sở Trần, có thể trong chiến đấu đều có tác dụng nhất định. Đây là khúc nhạc có thể vận dụng trận đấu võ thuật cổ đại, trong văn đấu, có chút khi dễ người. Nam Cung Quân mỉm cười, cô thích nhìn Trần Trần khi dễ người khác, trên quảng trường. Không ít người cũng dần dần nhìn thấy chỗ không thích hợp. Khúc quân hành dường như chiếm thế thượng phong, theo thời gian trôi qua, làm cho người ta có cảm giác sấm to mưa nhỏ. Ngoại trừ cảm giác làm cho người ta sôi trào hoan hô ngay từ đầu, đến bây giờ, không còn cảm giác dư thừa còn lại. Ngược lại, tiếng sáo vốn giống như sắp bị người ta xem nhẹ, lại càng lúc càng rõ ràng bên tai. Trên chiến trường khói thuốc súng, uy năng của khúc quân hành dần dần làm cho người ta có cảm giác ngày càng suy yếu. Thập Quốc Chiến Ca, căn bản không có uy lực, thay vào đó, tiếng sáo du dương từ từ đi sâu vào linh hồn. Tựa hồ trực tiếp mang người từ trong chiến trường ra, tiến vào một loại cảnh giới cực kỳ an ổn bình thản. Loại cảm giác này, cũng giống như, lấy nhu thắng cương. Tiếng sáo sẽ thay thế âm thanh của cây đàn gạch dưới sao cô. Ánh mắt mọi người nhìn về phía đài cao, trên đài cao, Bạch Kỳ Thắng một thân trường bào màu tím không còn khí thế tiêu sái tự nhiên lúc trước. Lúc 10 ngón tay vung vẩy dây đàn phảng phất gặp phải trỏ, ngại thật lớn. Tiếng đàn của hắn đã bị tiếng sáo vững vàng áp chế. Đàn tướng quân, sáo nữ thần,
Trong mắt đại đa số mọi người, sáu nữ thần chẳng qua là Sở Trần nói đại mà thành, mà đàn tướng quân, thật sự có tiếng, thế nhưng, giờ này khắc này, dĩ nhiên là sáu nữ thần trực tiếp nghiền ép đàn tướng quân. Ghế giám khảo, khuôn mặt Hoàng Phủ Nguyên Cảnh hiện lên một nụ cười, thắng bại đã định. Hoàng Thạch chân thành cảm thán, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Ánh mắt Hồ Lập Dũng nhìn chằm chằm đài cao, chuyến đi này không tệ, chi tiết văn hóa Trung Quốc, có thể thể hiện ra hào quang như thế trên người một người trẻ tuổi, đây là chuyện đáng giá cao hứng của chúng ta. Trung Tú Thanh khuôn mặt biến ảo một chút, thần sắc thoáng có chút trầm thấp. Cô tâm tâm niệm niệm đàn tướng quân, vô cùng chờ đợi so tài đàn, dĩ nhiên là cục diện như vậy, điều này khiến cho Trung Tú Thanh có chút khó có thể tiếp nhận. Nhưng sự thật đã bày trước mắt, tiếng sáo chậm rãi, quanh quẩn màng nhĩ của tất cả mọi người, Bạch Kỳ Thắng có loại cảm giác hai tay càng lúc càng nặng nề, mười ngón tay sắp không nhấc lên được. Bạch Mộ ở một bên mở to đôi mắt, không cách nào tin được một màn trước mắt. Giờ phút này thần thái của Bạch Kỳ Thắng giống như lúc hắn bị Sở Trần áp chế. Ngay cả Bạch Kỳ Thắng cũng không cách nào chiến thắng Sở Trần sao. Thân hình Bạch Mộ không ngừng run lên, không, không. Trong giới văn nghệ đời thứ hai, Lê Nhạc Kinh cũng khiếp sợ, cả người đều hơi run rẩy. Không thể tin được, không thể chấp nhận được, nếu trận chiến này Sở Trần thắng, bọn họ mất đi không chỉ là mặt mũi, còn là phần thưởng trăm tỷ. Đó là một chấn thương hai phương diện từ tinh thần đến vật chất. Toàn trường đều tập trung lực chú ý lại, trên đài cao, Bạch Mộ nhìn ngón tay Bạch Kỳ Thắng càng ngày càng chậm, nhịn không được nóng nảy, lớn tiếng hô lên thúc, thúc, thúc. Nhưng mà, Bạch Kỳ Thắng dốc hết toàn lực, cũng không thể làm gì được. Dưới tình thế cấp bách, Bạch Mộ không kiềm chế được nội tâm lo lắng cửa mình, giống như phản xạ có điều kiện xông lên, hắn muốn trợ giúp Bạch Kỳ Thắng đến chơi đàn tướng quân. Tránh ra, Bạch Kỳ Thắng gầm nhẹ, nhưng tay Bạch Mộ đã chạm vào dây đàn, hai cỗ lực lượng đồng thời va chạm vào dây đàn, trong khoảnh khắc, rầm rầm rầm. Một tiếng vang, chấn thiên động địa, từng sợi dây đàn đứt gãy, thanh âm quanh quần màng nhĩ, rung động linh hồn. Ba ba ba, Bạch Mộ ngơ ngác, không nhúc nhích, Bạch Kỳ Thắng cũng ngây ngẩn cả người, hai tay bị dây đàn cắt rách, có máu tươi chảy ra. Toàn trường im lặng, trên đài cao, Bạch Kỳ Thắng đều choáng váng. Đàn tướng quân, lại có thể bị đứt, Bạch Kỳ Thắng không nhúc nhích, bên cạnh, Bạch Mộ dần dần phục hồi tinh thần, nhìn máu tươi trên đầu ngón tay Bạch Kỳ Thắng rơi trên đàn tướng quân, Bạch Mộ đứng thẳng người, lảo đảo lui về phía sau, hắn vừa rồi dưới tình thế cấp bách, dĩ nhiên đi cướp đàn. Lần này gây rắc rối rồi. Một lát sau, Bạch Kỳ Thắng phục hồi tinh thần, hai mắt trợn to đỏ bừng, nhìn Bạch Mộ, khàn giọng giống to, làm cái gì vậy? Dừng một chút, Bạch Kỳ Thắng lại lớn tiếng gầm lên một câu, ngươi làm gì vậy? Bạch Kỳ Thắng tức giận đến toàn thân đều phát run, bất chấp ngón tay chảy máu, hai tay run rẩy vuốt đàn tướng quân, ước chừng đứt gãy bảy dây đàn. Bạch Kỳ Thắng cố nén một cỗ kích động muốn hộc máu. Chấn chi bảo đàn của Bạch gia, tuyệt thế thần binh trong tay Bạch Kỳ Thắng, cứ như vậy bị hủy. Đây là đàn tướng quân A. Bạch Kỳ Thắng không cách nào ức chế gào thét với Bạch Mộ, mỗi một cây dây đàn đều trải qua vô số công đoạn rèn, thậm chí, trên đời nay đã không còn ai có thể rèn ra dây đàn tướng quân giống vậy. Điều này có nghĩa là, mặc dù đàn tướng quân sửa được, đó cũng không phải là đàn tướng quân trước kia nữa. Bạch Kỳ Thắng không khống chế được mông muội của mình, đứng lên, vung nắm đấm lao về phái Bạch Mộ. Bạch Mộ cực kỳ hoảng sợ, hốt hoảng chạy trốn thúc, thúc, thúc bình tĩnh, thúc hai đạo thân ảnh, vừa chạy vừa đuổi theo, xông xuống đài cao, cuối cùng còn vặn vẹo thành một đoàn. Tâm tính của Bạch Kỳ Thắng sụp đổ, tâm tính Bạch Mộ cũng sụp đổ, theo bản năng đánh trả, cuối cùng, tâm tính cả Bạch gia đều sụp đổ. Đây là một trò hề lớn, Bạch gia làm trò hề dưới sự chứng kiến của toàn thành phố. Cuối cùng, vẫn là vệ sĩ của Bạch gia mạnh mẽ tách Bạch Kỳ Thắng cùng Bạch Mộ ra, hơn nữa mạnh mẽ mang đi. Trận tỷ đấu này căn bản không cần giám khảo ra tuyên bố. Sở Trần thắng, khi lực chú ý của mọi người dần dần phục hồi tinh thần từ trong trò cười của hai thúc cháu Bạch gia, lần nữa nhìn về phía Sở Trần trên đài cao, tiếng vỗ tay nhất thời vang lên như sấm. Bao gồm cả bốn giám khảo trên ghế giám khảo, cũng không ngần ngại vỗ tay khen ngợi. Cầm kỳ thư họa, bốn trận văn đấu, ba thắng một hòa, đối thủ còn đều là đại nhân vật có uy danh hiển hách. Tôi tự đánh giá làm không được a. Sở Trần cùng tôi, nâng cao hy vọng cầm kỳ thư họa của thế hệ thanh niên. Hiện tại còn có ai hoài nghi kỹ năng đánh cờ của Sở Trần không tốt? Khán giả trên quảng trường nhao nhao nghị luận, mắt lộ vẻ tán thưởng.
đồng thời, không ít ánh mắt đều đặt ở phần thưởng trên đài cao. Phần thưởng 100 tỷ, trước khi trận đấu bắt đầu, đã bày trên đài cao. Sở Trần, không nghĩ qua là liền kiếm được 100 triệu. Tôi thừa nhận rằng tôi ghen tị. Sở Trần, ông xã. Trên đài cao, khóe miệng Sở Trần nhịn không được giật giật. Bên tai thỉnh thoảng truyền đến tiếng hô ông xã cũng cho qua, lại còn có không ít nam sinh cũng đang hô. Trong giới văn nghệ đời thứ hai, đám người Lê Nhạc Kinh ai nấy đều mặt như cho tàn, bon ho hoàn toàn bay chân. Giải tán, còn ở đây để người ta xem chuyện cười sao. Bạch Gia, La Gia vân vân, đều rời khỏi hiện trường trước. Khán giả trên quảng trường tuy rằng lưu luyến không rời, nhưng dưới sự an bài của cảnh sát có trật tự rời khỏi sân khấu. Sở Trần đi tới trước mặt 4 vị giám khảo. Sở Trần, cậu thật sự làm cho chúng tôi mở rộng tầm mắt ha. Hồ Lập Dũng cười ha ha. Con người Hoàng Phủ Nguyên Cảnh toát ra tán thưởng, không nói nhiều, giơ ngón tay cái lên với Sở Trần. Hôm nay cũng vất vả cho mấy vị lão sư rồi, tôi đã sắp xếp xong, mọi người cùng đi ăn cơm chưa đi. Sở Trần mở miệng, tất cả mọi người không có ý kiến. Phần thưởng 100 triệu nhân dân tệ, Tống Thu đã vui vẻ xông lên đài cao, Hạ Bắc cũng dẫn theo mấy nhân viên Bắc Trần trẻ tuổi cường tráng đi tới, chuyển phần thưởng ước nguyên trên đài cao xuống. Đây đều là tranh chữ cổ chiếm đa số, sau khi chuyển về, đặt ở thư phòng lão gia tử. Sở Trần vung tay lên, tỏ vẻ đối với tiền quả thật không có hứng thú gì. Tống lão gia tử trực tiếp hai mắt phát sáng. Văn đấu kết thúc, Sở Trần cùng mấy vị giám khảo ăn một bữa cơm, cũng lên đường trở về. Trên đường trở về, Sở Trần đăng nhập vào tài khoản cục đặc chiến, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại. Không có tin tức, thiên cơ huyền đồ phảng phất như thật sự đột nhiên biến mất. Muốn nói thiên cơ, huyền đồ thật sự chảy vào Dương Thành, dịp trọng đại hôm nay, làm sao lại không có tin tức của thiên cơ huyền đồ? Chẳng lẽ là thiên cơ huyền đồ đã bị tìm được, mang về phái thiên cơ? Sở Trần có suy đoán này, dù sao, 15 năm trước cũng là tình huống tương tự. Ngày hôm nay, giới đồ cổ Dương Thành chấn động, màn biểu diễn vượt giới của Sở Trần đã đạt được thành công chưa từng có và được khen ngợi. Tất cả các loại video trực tiếp, nhận được rất nhiều lượt truy cập trên các nền tảng lớn, trong thời gian ngắn trở nên hot. Trình độ vẽ tranh, truyện ngắn, viết thư pháp, sáu nữ thần đối chiến đàn tướng quân, khiến người ta không thể nào quên. Tống Thu về đến nhà, đều không ngừng lướt video, sau đó thỉnh thoảng bình luận một câu, Sở Trần là anh rể tôi. Trong lời nói, niềm tự hào, tràn ngập trong lời nói. Tống Thu cả người cơ hồ đều nằm trên sofa, Tô Nguyệt Nhàn đang tự mình xuống bếp, chúc mừng trận thắng lợi hôm nay của Sở Trần, đồng thời cũng chiêu đãi Kỳ Vương Thiên Nam đến Tống gia làm khách. Đói quá, sau khi sự hưng phấn của Tống Thu qua đi, ngoái tay, trong lúc bếp chợt, hắn lướt tới một đoạn video nhỏ. Trong căn phòng nhỏ trống trải, ánh đèn chiếu rọi trên mặt bàn bày một bức tranh. Trước bức tranh này, có một bóng đen đứng, không thấy rõ dáng người. Thanh âm hiển nhiên trải qua xử lý biến thanh, mở miệng nói, tôi biết rất nhiều người đang tìm nó, chính là một trong 10 bức tranh cổ đại của Trung Quốc, thiên cơ huyền đồ. Tôi không biết nó đáng giá như thế nào, nhưng tôi chỉ muốn sử dụng nó để đổi lấy cuộc sống của một người khác. Ai giết Sở Trần, thiên cơ huyền đồ thuộc về người đó. Cái gì? Tống Thu đột nhiên đứng lên, trong lòng càng run rẩy, trong mắt mở to. Tống Tà Dương ngồi đối diện giật mình, chợt nhíu mày, chuyện gì lớn mà làm ầm ĩ như vậy? Cha, cha mau xem video này đi. Tống Thu sắc mặt tái nhợt, vô cùng lo lắng, có người dùng thiên cơ huyền đồ đến mua mạng anh rể. Thần sắc Tống Tà Dương trong nháy mắt ngưng trọng, nhận lấy điện thoại di động của Tống Thu, trượt video, chạm vào chân, lắc đầu lên, Tống Tà Dương. Tống Thu, không phải cái này. Tống Thu lấy lại điện thoại đi eo động, lật vài cái. Ngây ngẩn cả người, sao lại không thấy đâu? Bị xóa rồi, con nhìn nhầm rồi, Tống Tà Dương nói. Tống Thu lắc đầu, trấn thanh nói, con tuyệt đối không có nhìn lầm, thật sự có người muốn dùng thiên cơ huyền đồ mua mạng anh rể, con nghe rất rõ. Tống Tà Dương lắc đầu, nhưng bây giờ video cũng đã bị xóa, có lẽ chỉ là một trò đùa mà thôi. Nghe vậy, Tống Thu theo bản năng nhíu mày một chút, một lúc lâu sau, ánh mắt lại dừng lại trên màn hình điện thoại di động. Tống Thu ngồi xuống một lần nữa, tiếp tục lướt video, nhìn hình ảnh một cô gái xoay eo vểnh mông, đột nhiên cảm thấy không thơm lắm, trong đầu hắn còn đang hồi tưởng lại đoạn video vừa rồi nhìn thấy. Bầu không khí này, bức tranh kia, âm thanh kia, cho Tống Thu cảm giác cũng không giống như đang đùa giỡn. Ngộ nhỡ là thật, Tống Thu đột nhiên giật mình,
lại một lần nữa ngồi thẳng người. Nếu là thật, vậy anh rể chẳng phải rất nguy hiểm sao? Minh Thương dễ trốn, ám tiễn khó phòng, thần sắc Tống Thu ngưng trọng, không chút do dự, trực tiếp gọi điện thoại cho Sở Trần. Sở Trần đã trên đường trở về. Anh rể, ưng vừa thấy một video ngắn. Tống Thu nói nội dung của video cho Sở Trần, em không biết có phải thật hay không, nhưng video đó đã bị xóa ngay lập tức. Bên trong xe, đồng tử Sở Trần hơi co rụt lại. Nếu là đùa giỡn ngược lại cũng không có gì. Nhưng, nếu là thật, điều đó có nghĩa là, Thiên Cơ Huyền Đồ quả thật đi tới Dương Thành, còn rơi vào trong tay kê thủ của anh. Vậy sẽ là ngòi nào? Sở Trần theo bản năng suy nghĩ một chút, một lúc lâu sau, khuôn mặt Sở Trần đều có chút mất tự nhiên, trêu chọc người cũng có chút nhiều, dựa vào điểm này rất khó xác định nghi phạm. Sau khi cúp điện thoại, Sở Trần trầm ngâm một hồi, vẫn đăng nhập tài khoản, gửi cho Giang Ánh Đào một tin nhắn. Giang Ánh Đào và Tư Đồ Tĩnh đang ngồi trên ghế salon phòng làm việc. Giang Ánh Đào đang suy nghĩ về phạm vi điều tra tiếp theo. Tư Đồ Tĩnh đang nhìn chằm chằm mông như mật đào của Giang Ánh Đào, suy nghĩ đời người. Cùng là phụ nữ, vì sao chị Đào lại ưu tú như vậy? Một lúc lâu sau, Giang Ánh Đào thở dài một tiếng, Thiên Cơ Huyền Đồ thật sự có khả năng giống như 15 năm trước cũng mai danh ẩn tích. Nếu theo quy luật này, lần sau nó xuất hiện, lại đến 15 năm sau. Tất cả các manh mối đã bị cắt đứt, Tư Đồ Tĩnh thu hồi tâm thần, mở miệng nói, vốn ký thác hy vọng vào hoạt động giao lưu hôm nay, kết quả, hoạt động giao lưu hôm nay, hoàn toàn trở thành biểu diễn cá nhân của Sở Trần. Điện thoại di động Giang Ánh Đào đặt trên bàn trà rung lên, Giang Ánh Đào cầm lấy, đồng tử co rụt lại, tin tức tiền bối, điếu giả. Tư Đồ Tĩnh vội vàng đứng lên, mau xem nói cái gì. Giang Ánh Đào thần sắc nghi hoặc, hắn bảo chúng ta đi tra một video ngắn trên một nền tảng. Đại khái 10 phút trước đã bị xóa. Nghe vậy, Tư Đồ Tĩnh cũng mơ mơ màng màng. Tra trước đi, Giang Ánh Đào quyết đoán mở miệng, đây cũng tương đương với manh mối mới của chúng ta, hy vọng có thể có tin vui. Giang Ánh Đào bước ra ngoài, tổng bộ của nền tảng kia vừa vặn ở Dương Thành, khu Việt Tú. Chúng ta từ nơi này đi qua, đại khái nửa giờ, cô thông báo cho đồn cảnh sát khu Việt Tú một chút, bảo bọn họ phái cảnh sát dân sự cùng chúng ta đi qua, thuận tiện điều tra. Tống ra, Tống Thu gọi điện thoại cho Sở Trần, suy nghĩ một hồi, ở trong các nhóm lớn hỏi, mọi người vừa rồi có xem được video ngắn kỳ lạ nào, bị xóa rồi không? Rất nhanh, mọi người trong nhóm hồi phục lại. Anh Thu thật giỏi, loại chuyện này cư nhiên quang minh chính đại nói ra. Thu thiếu muốn xem video ngắn gì, chỗ này của tôi tài nguyên phong phú, kỳ lạ hay không kỳ lạ đều có. Video ngắn hay bất cứ điều gì là phù vân, tôi vừa lúc nằm không xem thấy. Tống Thu bĩu môi, đây đều là một đám cư dân mạng xàm xí. Nhưng, rất nhanh, có một tin tức thu hút sự chú ý của Tống Thu. Tôi quả thật đã xem được một đoạn video ngắn bị xóa trong giây lát, tôi còn chưa xem xong, cảnh tượng kia có chút quỷ dị, một chùm ánh sáng, một bức họa, một bóng người, nói là cái gì đó là 10 bức tranh cổ đại của Trung Quốc, Thiên Cơ Huyền Đồ. Tinh thần Tống Thu chấn động, hắn không phải là người duy nhất xem qua video này. Sau khi Sở Trần về đến nhà, Tống Thu lại nói ra lo lắng của mình. Chị Đào đã đi kiểm tra, tin rằng sẽ sớm có kết quả. Sở Trần mở miệng, thấy Nam Cung Quân cùng Đào Cư từ bên ngoài đi vào, Quân tỷ, Đào sư đệ. Nam Cung Quân khuôn mặt mỉm cười, Trần Trần, biểu hiện không tệ a. Đại sư huynh, huynh xem sách dạy đánh cờ này. Đào Cư khẩn cấp lấy ra sách dạy đánh cờ tàn cuộc kia, Sở Trần nhìn thoáng qua, gật đầu, ta nhớ kỹ rồi. Mấy ngày nay ta sẽ tranh thủ thời gian suy nghĩ kỹ phương pháp phá cục. Sở Trần tự mình pha trà. Tống Thu ở một bên không yên lòng lướt điện thoại di động. Trụ sở một nền tảng ở Dương Thành, trong phòng làm việc của người quản lý. Giang Ánh Đào và Tư Đồ Tĩnh đang chờ. Không bao lâu, cửa văn phòng đẩy ra, quản lý nền tảng cùng hai cảnh sát dân sự đi vào. Video ngắn bị xóa là ở đây. Một trong những cảnh sát cầm máy tính xách tay đặt trước mặt Giang Ánh Đào. Quản lý nền tảng ở một bên vội vàng mở miệng, nhân viên kỹ thuật của chúng tôi trước tiên nhìn thấy video ngắn này, quyết đoán thực hiện các biện pháp, xóa video, hôm nữa còn xử lý phong ấn, tuyệt đối không thể để cho người ta mượn sự tiện lợi của nền tảng lan truyền thông tin đe dọa. Quản lý nền tảng cũng nhìn thấy nội dung của video, cả người toát mồ hôi lạnh. Gần đây người hot nhất Dương Thành, không ai khác chính là Sở Trần. Ngay hôm nay, Sở Trần còn có một màn trình diễn vượt giới hoàn hảo. Xây dựng hình tượng hoàn mỹ của văn võ toàn tài.
Lúc này nếu video ngắn này thông qua nền tảng của hắn truyền ra, muốn niêm phong cũng không chỉ là video ngắn kia, mà là toàn bộ nền tảng của hắn. Lúc cảnh sát dân sự tới cửa, quản lý nền tảng đều lờ mờ, về phần hiện tại, hắn chỉ muốn chờ cảnh sát dân sự rời đi, trước tiên phát tiền thưởng cho nhân viên kỹ thuật phát hiện video ngắn này hơn nữa đã xóa đi. Giang Ánh Đào và Tư Đồ Tĩnh đều xem xong đoạn video này, hai người liếc nhau một cái. Tất cả họ đều có cảm giác đó, đó là sự thật. Bức thiên cơ huyền đồ dưới ánh đèn chiếu ra, chính là 10 bức tranh cổ đại thật sự của Trung Quốc, thiên cơ huyền đồ. Có người muốn dùng thiên cơ huyền đồ, mua một cái mạng của Sở Trần. Đây chính là manh mối tiền bối, điếu giả cho các cô. Giang Ánh Đào thần sắc ngưng trọng, tình cảnh Sở Trần nguy hiểm. Dòng nước ngầm của Dương Thành bắt đầu khởi động, bao nhiêu người đều hướng về phía thiên cơ huyền đồ mà đến. Hơn nữa, thiên cơ huyền đồ đã tạo thành một hồi thảm án diệt môn, thật sự sẽ có người vì thiên cơ huyền đồ, đối với Sở Trần bất lợi, điều này không thể nghi ngờ. Đồng thời, Giang Ánh Đào cùng Tư Đồ Tĩnh cũng đều âm thầm bội phục tiền bối, điếu giả, dưới tình huống manh mối của các cô đều bị chặt đứt, cư nhiên tìm được một tin tức quan trọng như vậy. Một đoạn video bị xóa ngay lập tức, tiền bối, điếu giả cũng có thể nắm được. Phần năng lực này, thật không hổ là tiền bối Thiên Võng Điện. Kiểm tra kỹ nguồn gốc của video nhỏ này. Giang Ánh Đào ngẩng đầu lên, nhìn quản lý nền tảng, thông tin đăng ký tài khoản này cùng với địa chỉ IP lúc đăng video, tra ra chưa? Quản lý nền tảng vội vàng mở miệng, đây là tài khoản vừa mới đăng ký hôm nay, dùng thông tin thân phận giả, địa chỉ cũng tra ra rồi. Quản lý nền tảng đã sớm chuẩn bị tốt, nói tư liệu tra được cho Giang Ánh Đào. Giang Ánh Đào cùng Tư Đồ Tĩnh nhìn nhau, lập tức đứng lên. Bên trong xe, địa chỉ nằm ở Thuận Thành, Tư Đồ Tĩnh cùng Giang Ánh Đào ngồi ở phía sau xe, một người trong hai cảnh sát dân sự lái xe, từ nơi này đi qua, nhanh nhất cũng phải một tiếng rưỡi. Giang Ánh Đào lấy điện thoại di động ra, báo cáo tin tức tra được cho, điếu giả, đồng thời kèm theo video ngắn. Trầm ngâm một hồi, Giang Ánh Đào còn gọi điện thoại cho Sở Trần. Cô Đào, Sở Trần đang uống trà, lúc nhìn thấy cuộc gọi đã đoán được ý đồ của cuộc gọi này. Sở Trần, anh hiện tại đang ở đâu? Giang Ánh Đào ngữ khí nghiêm túc, trầm giọng mở miệng, anh có thể sẽ gặp nguy hiểm, tình hình cụ thể, tôi gửi cho anh một cái video, anh sẽ hiểu được. Tôi đang ở nhà, Sở Trần trả lời, tôi hiện tại còn có chuyện, sau khi xử lý xong, liền đến tìm anh, thương lượng cụ thể. Giang Ánh Đào cũng không nói nhiều, rất nhanh, gửi video cho Sở Trần. Thần sắc ngưng trọng, mặc dù video đã bị xóa trong giây lát, nhưng cũng không phải không ai nhìn thấy. Huống chi, đối phương nếu như thật sự muốn dùng thiên cơ huyền đồ đến mua một cái mạng của Sở Trần, tuyệt đối sẽ không buông tha như vậy. Đại sảnh tống ra, Sở Trần giơ di động lên, Tiểu Thu, cậu nhìn thấy, chính là video này sao? Tống Thu nhìn thoáng qua, lập tức gật đầu, không sai, chính là nó. Đám người Nam Cung Quân cũng xem video, thiên cơ huyền đồ là thật. Nam Cung Quân mở miệng, đồng tử Tống Thu lúc này co rụt mạnh. Điều này không có nghĩa là thông tin lan truyền trong nội dung video là đúng sự thật. Tống Thu lúc này hít một hơi khí lạnh, cảnh giác đứng lên, nhìn chăm chú ra ngoài cửa gạch dưới ị xô. Ngồi xuống đi, nơi này chỉ có thực lực của cậu kém nhất. Sở Trần khoát tay áo, Tống Thu lúng túng ngồi xuống một lần nữa, thần sắc ngưng trọng, anh rể, anh cảm thấy sẽ là ai, muốn dùng một bức tranh cổ giá trị vô giá để mua tính mạng của anh. Đoán mò thì không có nghĩa gì, vẫn là chờ tin tức. Sở Trần thu hồi điện thoại di động, nở nụ cười, mua mạng của tôi, cũng phải xem có người mua hay không. Có chút thú vị, video này nói rõ, thiên cơ huyền đồ đã không còn trong tay phái thiên cơ nữa. Nam Cung Quân mỉm cười, mặc dù không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng mà, phái thiên cơ khẳng định cũng đang điên cuồng muốn tìm thiên cơ huyền đồ về. Trần Trần, nói không chừng ngươi phải đối mặt với phái thiên cơ. Thiên cơ huyền đồ không ở trong tay phái thiên cơ, Sở Trần suy nghĩ một chút. Cũng tốt, ta cũng muốn nhìn xem, phái thiên cơ có thủ đoạn gì. Kỳ môn thiên cơ thuật là tuyệt học của phái thiên cơ. Đào cư nói, uy lực không thể khinh thường. Nhưng, ngữ khí đào cư dừng một chút, nhìn Nam Cung Quân, có Nam Cung sư thúc ở đây, phái thiên cơ không tính là cái gì. Nhưng, mình thường dễ trốn ám tiễn khó phòng, bình thường vẫn phải cẩn thận hơn, không chỉ là huynh, còn có những người khác bên cạnh huynh. Đào cư nhắc nhở một câu. Sở Trần lập tức hiểu được ý tứ của hắn. Bất kể là phái thiên cơ hoặc là những người còn lại ngấp nghé thiên cơ, huyền đồ,
khi không có cách nào trực tiếp đối phó anh, đều rất có khả năng thông qua người bên cạnh anh ra tay. Nếu muốn mạng của anh, vậy sẽ không từ thủ đoạn. Sở Trần gật đầu, ta sẽ chú ý. Tạm thời mà nói, Tống gia có Nam Cung Quân chấn giữ, là tuyệt đối an toàn. Như vậy, nguy hiểm duy nhất có thể tồn tại, chính là công ty Bắc Trần, nơi Tống Nhan đi làm. Xem ra, bắt đầu từ ngày mai, Nam Thư Ký Bắc Trần như mình, sắp chính thức đi làm rồi. Anh rẻ, anh đoán xem có phải là Tiền Thị hay không. Tống Thu vẫn không nhịn được đoán mò một chút. Tiền Thị, tầm mắt Sở Trần nhẹ nhàng híp lại. Hừ, Tiền lão ra gióng trống khua chiêng, tuyên bố với bên ngoài muốn xin lỗi anh, nhưng trên thực tế cũng không thấy bất kỳ hành động nào, ông ta rất có khả năng muốn thông qua phương pháp này, vãn hồi thể diện của mình. Tống Thu nói, trầm ngâm một lát, Sở Trần nhắc nhở Tống Thu, mấy ngày nay nhớ nếu không cần thiết, không nên ra ngoài. Sở Trần một mình ra cửa, anh không yên lòng Tống Nhan, một khi video được lưu hành, bất kể thật hay giả sẽ thu hút sự chú ý của một số người có ý định khác. Sở Trần một mình đi tới tòa nhà Kim Bãi, trên đường cũng thông báo cho Giang Ánh Đào, anh đã đến Dược phẩm Bắc Trần, cùng Giang Ánh Đào ốc định gặp mặt ở Dược phẩm Bắc Trần. Đồng thời, Sở Trần trên đường tới đây cũng kiểm tra tư liệu chi tiết Giang Ánh Đào gửi thông qua hộp thư nội bộ cục đặc chiến. Người trong bóng tối rất cẩn thận, nhất thời chỉ sợ rất khó bắt người ra. Sau khi văn đấu hôm nay chấm dứt, Tống Nhan liền trở lại Bắc Trần làm việc. Đối với việc Sở Trần đến, Tống Nhan có chút bất ngờ, nhịn không được trêu chọc cười nói, vừa mới thắng một trận lớn, không đi ăn mừng, chạy tới nơi này làm gì. Trong nhà bày tiệc mừng, thế nhưng, anh vẫn nhớ bà xã hơn. Sở Trần nháy mắt với Tống Nhan, Hạ Bắc vừa đẩy cửa tiến vào, nôn mửa xoay người đi ra ngoài, cơm chó này bất ngờ không kịp đề phòng. Sở Trần đỡ eo tới phía sau Tống Nhan xoa bóp cho cô, bắt đầu từ hôm nay, Nam Thư Ký Bắc Trần anh sắp chính thức đi làm. Nghe vậy, Tống Nhan không khỏi bất ngờ, thật. Sở Trần mỉm cười gật đầu. Trong phòng làm việc, một trận khanh khanh ta ta. Sở Trần cảm thán, cuộc sống say như mơ như vậy, không phải thứ mình muốn. Trạng vạng, Giang Ánh Đào cùng Tư Đồ Tĩnh đi tới tòa nhà Kim Bãi, đi thẳng lên tầng 21. Họ không có bất kỳ thu hoạch nào trong chuyến đi của họ. Sở Trần sớm đã thông qua hòm thư của cục đặc chiến biết được. Nhưng, khi nhìn thấy Giang Ánh Đào cùng Tư Đồ Tĩnh đi tới, Sở Trần vẫn là hỏi một tiếng, cô Đào, cô tra được tin tức gì sao? Giang Ánh Đào lắc đầu, địa chỉ IP đăng video ngắn là một tiệm net, lúc chúng tôi đi qua điều tra phát hiện, camera của tiệm net cũng hỏng, loại tiệm net tối tăm này người tới người đi, căn bản không có ai chú ý tới bất kỳ nhân vật khả nghi nào. Sở Trần, anh có cần xin cảnh sát bảo vệ không? Tư Đồ Tĩnh quen thuộc mở sổ tay ra, mở miệng nói, ngay 5 phút trước, có người ở web đăng video tương tự, lấy thiên cơ huyền đồ đến mua tính mạng của anh. Sở Trần trầm ngâm một hồi, mở miệng nói, tôi hy vọng xung quanh Tống gia có thể bố trí cảnh sát, bảo đảm ngộ nhỡ. Sở Trần càng thêm lo lắng cho sự an toàn của người trong nhà. Về phần chính anh, nước đến thành chặn, Tống Nhan cũng hiểu rõ sự tình, nắm tay Sở Trần, cô rõ, loại chuyện này cô không giúp được gì. Sở Trần có thể xử lý. Tôi tin rằng những người phía sau sẽ có những động thái tiếp theo nữa. Giang Ánh Đào nói, hắn tuy nói lấy thiên cơ huyền đồ đến mua một mạng của Sở Trần, thế nhưng, không ai biết hắn là ai, cho dù là có người giết Sở Trần, hắn mang theo thiên cơ huyền đồ mai danh ẩn tích, người khác cũng không thể làm gì được. Dù sao, không ai nguyện ý làm kẻ ngốc, cho nên tôi tin, hắn hiện tại chỉ là đang trợ giúp, cuốn lên trận phong bạo này, chờ đến thời cơ. Hắn sẽ có hành động khác, ít nhất sẽ làm cho người ta tin, giết Sở Trần, liền thật sự có thể lấy được thiên cơ huyền đồ. Chị Đào, mọi người vất vả rồi. Tống Nhan cảm kích, Giang Ánh Đào lắc đầu, đây cũng là nhiệm vụ của chúng tôi, thời gian không còn sớm, chúng tôi cũng không quấy rầy, nếu có tiến triển mới, chúng tôi sẽ thông báo cho anh trước. Thực ra, có một cách an toàn hơn. Tư Đồ Tĩnh hướng Sở Trần híp mắt cười, gia nhập cục đặc chiến bảo vệ tuyệt đối an toàn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 34.